Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 177. Điều bây giờ cần làm chính là cái gì cũng không cần làm. Lam Y Nhân tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, hắn làm sao có thể bị mấy thứ này làm khó được. Chúng ta đừng làm trở ngại cho hắn chính là sự trợ giúp lớn nhất cho hắn rồi. Hứa Kiều Na thoáng yên tĩnh trở lại nhưng trong lòng vẫn không chịu phục. Có chút thú vị. Quả nhiên, sau 3 giây, Hạ Thiên cười một tiếng, chấn động sương mù màu xanh trên người rớt xuống, những thứ này đều là vật sống, còn muốn cướp đoạt ý thức của ta, hẳn không phải đồ trên trái đất. Không phải đồ trái đất, Nam Cung Uyên nghe xong, không khỏi sửng sốt, hắn ta thật sự không thể hiểu được, chẳng lẽ đám sương mù màu xanh này là sinh vật ngoài hành tinh hay sao? Hạ Thiên đích thật chưa từng gặp qua thứ này, cũng chưa từng nghe Nguyệt Thanh Nhã hoặc Trương Minh Đà nhắc qua. Không khỏi có chút kỳ quái, cha của ngươi cụ thể trúng độc từ lúc nào? Là ai hạ độc? 18 năm trước, sau khi cha ta tham gia bữa tiệc tối của Chu công tử, trở về thì độc phát. Nam Cung Uyên nói, về phần người hạ độc, rất có thể là y sư riêng của Chu công tử, Hoa Phùng Quân, cũng là sư phụ của Chu tiểu công tử. Lam Y Nhân nhỏ giọng hỏi, thứ này rất khó giải quyết sao? Tuyệt không khó giải quyết, Hạ Thiên nhếch miệng. Một lần nữa đâm ngân châm vào mi tâm của người nằm trên giường. Đám sương mù kia một lần nữa hóa thành bụi dính vào ngân châm, mục đích muốn ngăn cản băng hỏa linh khí bên trong ngân châm, khiến cho nó không cách nào tiến vào cơ thể bệnh nhân. Biến đi, Hạ Thiên có chút khó chịu, cây kim lập tức sáng lên, khiến đám sương mù màu xanh nổ lên đôm đốp. Vù! Tiếp theo, sương mù màu xanh trong toàn bộ căn phòng đều nóng lên, phát ra tiếng rít trầm thấp. Toàn bộ cuốn về phía Hạ Thiên. Muốn chơi đúng không? Vậy thì ta sẽ bồi các ngươi chơi. Hạ Thiên cũng không khách sáo, ngân châm vừa thu lại, hắn rút ra định hải thần châm nhấn tới đám sương mù màu xanh. Một luồng hơi nước mỏng nhạt nhanh chóng bao vây đám sương mù màu xanh kia lại. Đám sương mù màu xanh kia không kịp chuẩn bị, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức quay người chạy trốn, đáng tiếc đã muộn. Định hải thần châm có thể khu động hơi nước. Nhưng so sánh với đám sương mù màu xanh nhiều vô số kể thì hoàn toàn không bao trùm hết được. Mang một chiếc bình đến đây, Hạ Thiên nói. Nam Cung Uyên sững sờ, Hạ Tiên Sinh, người nói cái gì? Nơi này có một cái. Hứa Kiều Na nhìn lướt qua căn phòng, lập tức lấy ra một cái bình nhỏ trong ngăn tủ đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tiếp nhận cái bình, ngưng kết thành những giọt sương, toàn bộ cho hết vào trong bình. Đây rốt cuộc là gì? Hứa Kiều Na nhìn những vật kia không chớp mắt, cảm giác thoáng có chút buồn nôn. Lam Y Nhân cũng không nhìn những thứ kia, chỉ nói với Hạ Thiên, ông xã, chàng không sao chứ. Vợ tiểu y y, nàng không phải đang nói nhảm chứ. Ta làm sao có thể có chuyện gì? Hạ Thiên mỉm cười trả lời một câu. Hắn thay một cây ngân châm bình thường, sau đó đâm vào cơ thể người trên giường. A, à, người trên giường há miệng chu lên như mổ heo. Cha, Nam Cung Uyên bị tiếng kêu này dọa đến trong lòng hoảng hốt, biểu hiện lo âu, Hạ Tiên Sinh, cha của ta không sao chứ. Hạ Thiên nhếch miệng, ông ta còn có thể có chuyện gì. Vậy hắn, Nam Cung Uyên nhìn vẻ mặt đau đớn của cha mình, trong lòng không nỡ nhưng cũng không tiện cắt ngang Hạ Thiên thi châm. Giết, giết ta đi, người trên giường muốn giãy giụa nhưng cơ thể lại không cách nào động đậy, đành phải gầm rú, gần như cả tòa nhà đều nghe thấy. Một lát sau, Hạ Thiên thu ngân châm, lười biếng ngáp một cái, đi. Hạ Tiên Sinh, bệnh của cha ta, đã chữa khỏi rồi sao? Nam Cung Uyên có chút không dám tin tưởng, căn bệnh này đã hành hạ cha của hắn ta 18 năm, đâm mấy châm là khỏi rồi sao? Cho dù Hạ Thiên là thần y, nhất thời bán hội cũng không có chút không tiếp nhận được. Hạ Thiên bĩu môi, nếu ngươi hy vọng cha của ngươi bệnh thêm một khoảng thời gian nữa, ta có thể thỏa mãn ngươi. À, không cần, không cần. Nam Cung Uyên lắc đầu liên tục, lại nhìn người trên giường, vậy cha của ta, vì sao lại nhắm mắt? Ngủ thiếp chứ sao? Hạ Thiên nhìn Nam Cung Uyên với ánh mắt ngươi là tên ngớ ngẩn, sau đó ôm lấy Lam Y Nhân, vợ tiểu y y, chúng ta đi thôi. Nam Cung Uyên lấy lại tinh thần, Hạ Tiên Sinh, ngươi chữa hết bệnh cho cha của ta, ta biết làm sao mà báo đáp ngươi đây. Ta thu lệ phí như thế nào? Tự ngươi đi nghe ngóng đi. Hạ Thiên lại ngáp một cái, không bớt, không ký sổ, tốt nhất không cần khất nợ. Nếu không,
ngươi tự biết hậu quả. Hứa Kiều Na bỗng nhiên lên tiếng, tiêu chuẩn thu phí của ngươi không phải thay đổi rất nhiều lần sao? Cái gì là cứu sống 100 đồng, cứu chết 100 vạn? Còn có cứu sống 100 vạn, cứu chết trả một nửa. Ngươi nói có cái không đúng. Hạ Thiên nhếch miệng, sau đó nói với Nam Cung Uyên, thu ngươi một nửa cũng được. Nam Cung Uyên suy nghĩ một chút, sau đó cung kính nói, Hạ Tiên Sinh yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn sẽ dâng lên cho ngươi một nửa gia sản. Có người không tiếp nhận điều kiện này, quát lớn một tiếng. Khoan đã, gia sản của Nam Cung gia là của ta. Ai động đến, người đó sẽ phải chết. Các ngươi ai cũng không được phép nhúc nhích. Một nữ nhân trung niên cầm nhọn cùng với một số bảo tiêu khí thế hung hăng xông vào, đưa tay chỉ Hạ Thiên, bắt hắn lại cho ta. Nam Cung Uyên nhìn thấy nữ nhân trung niên xông vào, không khỏi sửng sốt. Nữ nhân này tên Từ Tú Nguyệt, là mẹ của hắn ta, nhưng không phải mẹ ruột. Sau khi cha của hắn ta ly hôn thì tái giá, là người của Từ gia. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó cũng đã kéo dài 20 năm. Bà ta đã sớm thành nữ chủ nhân thực tế của Nam Cung gia. Điều khiến cho Nam Cung Uyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là vì sao bà ta lại đến vào lúc này. Sau khi cha của hắn ta trúng độc, mấy năm trước bà ta còn thỉnh thoảng đến chăm sóc một chút. Về sau, bà ta phát hiện đám sương mù màu xanh kia có tính truyền nhiễm, bà ta đã không còn đến nữa. Hạ Thiên nhìn thấy nữ nhân này, há miệng hỏi, người quái gì kia, ngươi là ai? Cái gì, ngươi gọi ta là gì? Từ Tú Nguyệt ngẩn người, giận tím mặt, ngươi nói ai là người quái gì chứ, đồ mất dạy. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Nam Cung Uyên cau mày, giải thích, hắn là Hạ Thiên Hạ Thần Y, là con cố ý mời đến chữa bệnh cho cha. Hắn, một tên nhóc miệng còn hôi sữa, cái gì là thần y chứ? Từ Tú Nguyệt khinh thường mắng, ngươi mau biến ra khỏi Nam Cung gia cho ta, đừng hòng lừa gạt nửa phân tiền của nhà chúng ta. Nam Cung Uyên nghe xong, không khỏi giật mình, sợ chọc giận Hạ Thiên. Hắn ta biết Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Mẹ! Mẹ hãy xin lỗi Hạ Tiên Sinh ngay lập tức. Ánh mắt Nam Cung Uyên sắc bén chừng Từ Tú Nguyệt, mẹ có biết lời nói vừa rồi của mẹ sẽ tạo thành hiệu quả nghiêm trọng đến cỡ nào hay không? Từ Tú Nguyệt khinh thường nói, phì, hậu quả dám chó gì? Nam Cung Uyên, ta nói cho ngươi biết, Nam Cung gia còn chưa đến phiên ngươi lên tiếng. Lão gia tử đã gọi điện thoại cho ta, ngươi quả thật không biết lễ phép. Ngươi muốn tạo phản sao? Chuyện của gia gia. Về sau con sẽ giải thích cặn kẽ với mẹ. Bây giờ Nam Cung Uyên chỉ hy vọng đừng mạo phạm đến Hạ Thiên, con muốn đưa Hạ Thiên sinh ra về. Ta nói rồi, các ngươi ai cũng đừng hòng được đi. Từ Tú Nguyệt ngang tàng quát lớn, tùy ý mời đến một đám A Miêu A Cẩu thì nói là thần y, còn bảo hắn chữa bệnh cho cha ngươi. Nếu chẳng may hắn mưu đồ làm loạn, hại chết cha ngươi thì làm sao bây giờ? Nhìn cái kiểu tặc nghi thử nhãn của hắn, cũng chẳng phải hạng người gì tốt. Lam y nhân thản nhiên nói, ngươi có thể vô tri nhưng ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy. Vợ tiểu y y, nàng không cần tức giận. Hạ Thiên mỉm cười, loại người quái dị đó hoàn toàn không cần để ý đến. Nếu bà ta còn nói nhảm nữa, cứ trực tiếp đánh bà ta là được. Ha ha, đánh ta. Từ Tú Nguyệt không khỏi cười to lên, khinh thường chỉ tay vào Hạ Thiên, ngươi có biết ta là ai không? Có biết đây là nhà của ai không? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta thấy ngươi chán sống rồi, a. À. Bà ta còn chưa nói hết lời, người đã bay lên, giống như quả bóng ra lăn thật xa. Ngươi dám đánh ta? Từ Tú Nguyệt bị đánh như vậy, cũng không bị thương tích gì, lập tức đứng lên, ôm cái mặt sưng đỏ, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, đừng nhìn ta, không phải ta đánh ngươi đâu. Từ Tú Nguyệt sửng sốt. Quay sang Lam y nhân, thế thì là tiện nhân ngươi. Được rồi, Nam Cung Uyên cắt ngang lời Từ Tú Nguyệt, tránh cho bà ta họa từ miệng mà ra, là con đánh đấy, mẹ muốn trách thì trách con đây. Ngươi, Từ Tú Nguyệt càng thêm kinh ngạc, vọt đến trước mặt Nam Cung Uyên, ngươi dám đánh ta. Vì hai người ngoài mà đánh ta, quả nhiên là con trai tốt của cha ngươi, ngươi dẫn người đến trị chết cha ngươi, sau đó nghĩ cách đánh chết ta. Trước đó ngươi tìm cách tống gia gia vào nhà tù, sau đó ngươi sẽ là gia chủ Nam Cung gia. Toàn bộ Nam Cung gia sẽ là của ngươi. Ngươi đúng là giỏi tính toán.
Nam Cung Uyên bất đắc dĩ nói, mẹ, mẹ đừng cố tình gây sự nữa, được không? Phi, ngươi đừng gọi ta là mẹ, ta không phải mẹ ngươi. Từ Tú Nguyệt nổi nóng, chỉ vào Nam Cung Uyên mà nói, sớm biết cả nhà các ngươi không bao giờ xem ta là người nhà, nhưng ta nói thế nào cũng là vợ mà cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ cha ngươi không còn, tài sản trong nhà nhất định phải giao cho ta quản lý. Không có lệnh của ta, ngươi một phân tiền cũng đừng hòng động. Nam Cung Uyên bó tay, sau đó nói, mẹ, mẹ nên nhận biết cho rõ ràng. Đây là vì chữa bệnh cho cha, chỉ cần cha khỏi bệnh, cho dù đưa hết tất cả tài sản Nam Cung ra cho Hạ tiên sinh cũng chẳng có gì đáng tiếc. Ta chẳng hứng thú xem vở kịch tranh chấp gia sản của các ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mất kiên nhẫn nói, bệnh của cha ngươi, trên thế giới này ngoại trừ ta thì không ai có thể trị được. Cho nên, ta thu một nửa gia sản của ngươi đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Nếu còn không đưa, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Từ Tú Nguyệt nghe xong, không khỏi cười lạnh, toàn thế giới ngoại trừ ngươi thì không ai có thể trị được. Đúng là buồn cười, tiểu tử ngươi tưởng mình là thần y thật sao? Ta thấy hơn phân nửa là thần côn. Há miệng thần côn, ngậm miệng tiểu tử. Lam y nhân cố nén lửa giận trong lòng, nói với Từ Tú Nguyệt, nếu ngươi còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Hạ Thiên, cũng đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Nơi này là Nam Cung gia. Từ Tú Nguyệt hét lớn, bây giờ người không khách sáo mới phải là ta. Hừ, ta hoài nghi hai người các ngươi là sát thủ do người khác phái đến, dùng chữa bệnh làm lý do, nhưng thật ra là muốn ám sát chồng của ta. Đám hộ vệ kia lập tức bao vây Hạ Thiên và Lam Y Nhân lại. Vợ tiểu y y, ta đã sớm nói không thể nào nói chuyện được với mấy kẻ ngu ngốc rồi mà. Hạ Thiên nhếch miệng. Lam Y Nhân nhìn Nam Cung Uyên, ý của ngươi cũng giống như vậy. Tất cả lui xuống cho ta. Nam Cung Uyên giận tím mặt, quát lui đám hộ vệ, các ngươi muốn chết thì tiến lên cho ta. Còn không thì cút hết ra ngoài. Đám hộ vệ nhìn nhau không biết nghe theo lời của ai. Nam Cung Uyên, ngươi đúng là hiếu tử. Từ Tú Nguyệt thống hận, cha của ngươi bị người kia hại chết, ngươi còn nói chuyện cho bọn họ. Nam Cung Uyên bó tay, ai nói mẹ là cha con chết rồi. Hừ, ngươi không còn hơi thở. Không phải chết thì là gì? Từ Tú Nguyệt chỉ lên giường, trước kia cha ngươi ho không ngừng, thở cũng mạnh, bây giờ nửa ngày rồi cũng không thấy có tiếng động. Hạ Thiên hờ hững nói, ông ta chỉ ngủ thôi, không phải chết. Ngủ, ha ha, buồn cười, ngay cả cái cớ này mà cũng nói được. Từ Tú Nguyệt bước nhanh đến giường, đưa tay sờ vào mũi của chồng mình, ngươi nhìn đi, hô hấp đã ngừng, thậm chí nhịp tim cũng không còn, đây chính là cứu sống mà các ngươi nói à? Nam Cung Uyên ngẩn người, lập tức chạy đến sờ lên cổ của cha hắn ta, phát hiện quả nhiên không còn mạch đập. Chuyện gì xảy ra vậy? Nam Cung Uyên không khỏi nhìn Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, người qua đây nhìn đi. Không cần nhìn, Hạ Thiên nhếch miệng, người đích thật đã chết. Cái gì? Nam Cung Uyên mở to mắt, không phải vừa nãy ngươi nói đã chữa khỏi cho cha ta sao? Hạ Thiên gật đầu, đúng vậy, xác thực đã chữa khỏi. Vậy tại sao bây giờ ông lại chết? Nam Cung Uyên mơ hồ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Thiên lắc đầu, người đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, cái này mà ngươi không nghĩ ra sao? Thật ra Lam Y Nhân cũng không hiểu, nhưng lại nắm bắt được tin tức gì đó, như có điều suy nghĩ. Hừ, cho nên nói, cái gì là thần y cầu thí, chính là loại lừa đảo thì có. Từ Tú Nguyệt hừ lạnh, chỉ vào mũi Nam Cung Uyên mà mắng, đã vậy. Ngươi còn muốn đưa một nửa gia sản cho hắn làm tiền chữa trị. Quả thật là ngu xuẩn muốn chết. Khoan, chờ một chút, bên trong có vấn đề. Nam Cung Uyên rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn ta đã đích thân thể nghiệm y thuật thần kỳ của Hạ Thiên, cho nên tuyệt đối không có vấn đề. Tuy nhiên, bây giờ cha của hắn ta quả thật chết rồi. Như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc Hạ Thiên trước mặt là giả, hoặc... Nam Cung Uyên chậm rãi nhìn Từ Tú Nguyệt. Cuối cùng nhìn cái tay đã sờ mũi cha của hắn ta. Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Từ Tú Nguyệt rụt tay lại, giấu sau lưng, việc cấp bách bây giờ là bắt hai tên lừa đảo này lại. Không, giết chết bọn chúng, báo thù cho cha ngươi. Nam Cung Uyên quay sang nhìn Hạ Thiên, bỗng nói một câu không đầu không đuôi, suy đoán của ta là đúng sao? Ngươi nói sao thì vậy? Hạ Thiên tùy ý trả lời. Từ Tú Nguyệt gấp lên. Mắng to Nam Cung Uyên,
ngươi còn chơi trò bí hiểm gì với hắn nữa? Mau giết hắn đi, báo thù cho cha ngươi. Nam Cung Uyên thở dài một tiếng, chính vì muốn tránh tình huống này cho nên ta mới không thông báo cho ngươi. Ai biết được, đây đúng là mệnh. Ngươi muốn làm gì, ta bảo ngươi giết, à. Từ Tú Nguyệt vẫn còn muốn thúc giục Nam Cung Uyên ra tay. Bành! Nam Cung Uyên bóp quyền đánh vào bụng Từ Tú Nguyệt, đánh bà ta ói ra nước, đánh cả người phát hồ đồ. Vì sao? Từ Tú Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nam Cung Uyên tiến lên chộp lấy tay phải của bà ta, từ ngón trỏ mò ra một cây độc châm, ngươi còn mặt mũi nào mà hỏi vì sao? Ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Hừ, Từ Tú Nguyệt ngẩn ra, bỗng mỉm cười, được rồi, không giả bộ nữa, chơi không vui chút nào. Lần này đến phiên Nam Cung Uyên ngẩn người, bởi vì khí chất trên người Từ Tú Nguyệt bỗng nhiên thay đổi, không giống như vừa mới chịu một quyền, thậm chí còn có vẻ cao thâm mặt chắc. Ngươi không phải bà ấy. Rốt cuộc ngươi là ai? Nam Cung Uyên lấy lại tinh thần. Hạ Thiên cười nói, ngươi nên hỏi là, ngươi không phải người, rốt cuộc ngươi là cái thứ đồ gì? Nhãn lực của ngươi xác thực rất mạnh. Từ Tú Nguyệt cười lạnh, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ta vẫn luôn mộ danh ngươi mà chưa từng gặp mặt. Hôm nay, ta nghe nói Uyên Nhi mời ngươi đến, ta quá kích động. Tuy nhiên, bên kia đã cảnh cáo ta, không cho ta tiếp xúc ngươi. Nhưng ta thật sự không nhịn được. Bên kia, Lam Y Nhân hỏi, ngươi nói là ai? Từ Tú Nguyệt cười lên, còn có thể là ai nữa? Chu Tự Hoành và Hoa Phùng Quân chứ sao? Bọn họ đã sớm để mắt đến các ngươi, tuy nhiên lá gan quá nhỏ, không dám chính diện gây rối, nên bọn họ đã nghĩ cách dẫn ngươi đến thành phố Thiên Hải, khi đó mới bắt đầu ra chiêu. Ngươi không phải cũng giống đám người kia sao? Lam Y Nhân có chút châm chọc. Cũng đúng. Từ Tú Nguyệt lười nói thêm câu nào, nhìn Hạ Thiên, thật ra chúng ta đã từng giao thủ qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, từ đại tiểu thư đêm qua chính là ngươi. Ồ, Lam Y Nhân nghe xong, không khỏi giật mình. Từ đại tiểu thư chỉ mới 20, còn Từ Tú Nguyệt trước mắt tối thiểu cũng ngoài 40, hoàn toàn không phải một người. Còn nữa... Không phải Từ đại tiểu thư đã chết hôm qua rồi sao? Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế? Nam Cung Uyên mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Nơi này không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Từ Tú Nguyệt mất kiên nhẫn, đưa tay đánh bay Nam Cung Uyên. Nam Cung Uyên lăn mười mấy mét, ngất thẳng cẳng. Về phần Hứa Kiều Na, chẳng biết đã đi nơi nào rồi. Ngươi cũng nên chết đi mới đúng. Lam Y Nhân lạnh giọng nói. Bổn tọa là giáo chủ Huyền Thi giáo, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Từ Tú Nguyệt cười khẽ, ngạo nghễ nói, có thể nói như vậy, chỉ cần trên thế giới này còn có người sống, bổn tọa sẽ không chết, lúc nào cũng có thể mượn xác hoàn hồn. Đây chính là công pháp độc hữu của Huyền Thi giáo. Hạ Thiên khó chịu nói, nếu ngươi không chết, vậy ngươi lộ ra chân thân cho ta xem. Ha ha! Ngươi cho rằng bổn tọa ngây thơ giống như ngươi sao? Từ Tú Nguyệt lắc đầu, có chút khinh bỉ nói, thật ra, đây chính là cách cục khác biệt giữa phàm nhân và ma tộc. Nhận biết về sinh tử của các ngươi thật sự quá nhỏ hẹp. Nếu ở liên minh tu tiên, thậm chí là sâu không vô tận, chẳng khác nào chính là chuyện thiếu lâm. Hạ Thiên nhếch miệng, giữa ngón tay sáng lên một cây ngân châm, vậy ngươi chết thêm một lần nữa đi. Khoan đã, Từ Tú Nguyệt vô thức lui lại. Nhìn chằm chằm Hạ Thiên, Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao hôm nay ta lại đến tìm người à? Không hiếu kỳ, Hạ Thiên lắc đầu. Từ Tú Nguyệt kinh ngạc, nhưng vẫn nói tiếp, chuyện đêm qua chỉ là cơ duyên xảo hợp, bổn tọa không muốn nói thêm, cũng không trách tội các ngươi. Hôm nay ta đến tìm ngươi chính là muốn thương lượng một số chuyện. Không hứng thú, Hạ Thiên vẫn trả lời dứt khoát. Không, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Từ Tú Nguyệt giống như đã tính trước, cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết rốt cuộc ai ở sau lưng nhằm vào ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết rốt cuộc người nào đứng đằng sau ma tộc à? Chẳng lẽ ngươi? Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ngươi không muốn biết ngươi có thể chết sao? Tại sao ngươi lại không muốn? Từ Tú Nguyệt một chút cũng không tin, nói với Hạ Thiên, ngươi nhất định rất muốn biết, tại sao ngươi lại giả bộ như không thèm để ý? Chỉ cần ngươi hợp tác với bổn tọa, đến lúc đó, ngươi sẽ xưng vương xưng bá trên trái đất,
vô địch thiên hạ cũng không thành vấn đề. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên hờ hững nói, ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc xưng vương xưng bá. Hơn nữa, ta đã vô địch thiên hạ, không cần hợp tác với ngươi. Tử Tú Nguyệt cười nhạo, Hạ Thiên, bổn tọa khuyên ngươi một câu, ngươi nên đả khai nhãn giới, phàm nhân không thành đại sự gì đâu. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, bây giờ bổn tọa có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt, thành tựu ma thân vô thượng. Hạ Thiên lười biếng nói, để lại di ngôn xong chưa? Tử Tú Nguyệt nghe xong, không khỏi giận dữ, quát mắng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức của một mình ngươi thì có thể chống lại lục ma đài chúng ta sao? Cái gì mà lục ma đài? Đối với ta mà nói chỉ là phế vật mà thôi. Hạ Thiên đương nhiên khinh thường thuyết pháp này, tác dụng tồn tại duy nhất của các ngươi chính là tôi luyện châm pháp cho ta. Đúng là dõng dạc, vậy thì không còn gì để nói nữa. Ánh mắt Tử Tú Nguyệt hiện lên sự thất vọng, lắc đầu cảm thán, thật ra bổn tọa rất coi trọng ngươi, cố ý vun trồng, cho nên mới khoan dung cho tội mạo phạm của ngươi. Bây giờ xem ra, ta nên dạy cho ngươi một bài học. Hạ Thiên cười nói, tốt nhất ngươi nên có trò mới. Nếu không, lần này ngươi chết còn thảm hơn. Hừ, bổn tọa sẽ không chết. Tử Tú Nguyệt cười lạnh, ngươi giết chỉ là cơ thể tạm của bổn tọa mà thôi. Nhân khẩu trên trái đất có đến mấy tỷ người, ngươi có thể giết được mấy lần? Hạ Thiên thản nhiên đáp, ngươi có bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Ông xã, người này hơn phân nửa chính là đang phô trương thanh thế. Tâm niệm làm y nhân thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ thông suốt một số chuyện, trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại công pháp có thể sử dụng vô số lần. Cái gọi là mượn xác hoàn hồn nhất định cũng phải có hạn mức. Tử Tú Nguyệt nghe xong, ánh mắt co lại. Tuy nhiên biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn bật cười một tiếng khinh thường. Có thể ma giới các ngươi còn sử dụng được vô số lần nhưng nơi này là trái đất. Lam y nhân nói tiếp, bằng không, các ngươi sẽ không tiến hành loại nghi thức tà giáo đó, thậm chí nghi thức còn bị chúng ta phá ngang. Như vậy, số lần sẽ càng ít lại. Còn nữa, với tính cách kiêu căng của các ngươi, làm sao có chuyện các ngươi cúi đầu trước phàm nhân? Trừ phi sống chết trước mắt khiến ngươi không thể không cúi đầu. Nói đến đây, làm y nhân cười nhạo một tiếng, quay sang nói với Hạ Thiên, ông xã, nếu ta đoán không sai, số lần bà ta mượn xác hoàn hồn khẳng định không quá 3 lần nữa. Im ngay, Tử Tú Nguyệt vốn đang ôm tâm tư nghe trò cười, bây giờ lại có chút thẹn quá hóa giận, bổn tọa sẽ làm thịt tiện nhân ngươi trước. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng chém tới trước mặt làm y nhân. Làm y nhân nghiêng người né tránh. Bóng người kia nhanh chóng cuốn lấy phía sau lưng nàng. Hừ, chết đi cho bổn tọa. Khóe miệng Tử Tú Nguyệt hơi vểnh lên. Một giây sau, một bóng người từ trước ngực bà ta xuyên thấu qua. Điều này sao có thể? Tử Tú Nguyệt mở to mắt, gương mặt tràn ngập sự kinh ngạc. Bà ta cúi đầu nhìn bóng người mà mình đánh ra đã trở lại người mình không biết từ lúc nào. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái gì là ma tộc, ngu xuẩn như heo. Chẳng biết tiếp thu bài học gì cả, so với đám ngu ngốc khác cũng không bằng. Tại sao ngươi làm được? Tử Tú Nguyệt xác thực không thể nào hiểu được. Mặc dù bà ta ra tay với Lam y nhân nhưng ánh mắt thật ra vẫn ngó chừng Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên khẽ động, bà ta sẽ lập tức đánh ra một kích, tranh thủ đánh chết Hạ Thiên. Tuy nhiên, Hạ Thiên rõ ràng động cũng không động, vì sao bà ta lại trúng chiêu? Bổn tọa có thể bại. Nhưng tuyệt đối không tiếp nhận được chuyện bị bại một cách khó hiểu như thế. Tử Tú Nguyệt cảm nhận khí lực của mình đang từng chút một mất đi, chán nản ngã trên mặt đất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cười nói, người nghĩ cũng đừng nghĩ, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông đâu. Thần thái trong mắt Tử Tú Nguyệt từng chút một biến mất, cuối cùng biến thành cho tàn, không còn thở nữa. Lam y nhân đề nghị, ông xã, lần này có lẽ bà ta vẫn còn chưa chết. Chúng ta có cần đuổi theo hay không? Trảm thảo trừ căn luôn. Vợ tiểu y y, không cần phải đuổi theo. Hạ Thiên nói, mấy thứ ngu ngốc đó không tạo thành uy hiếp gì đâu. Ngay cả phiếu miểu bộ cũng không nhìn ra, có đến bao nhiêu lần nữa cũng vô dụng. Bà ta ngay cả thạch thuần cũng đánh không lại. Ánh mắt Lam y nhân vẫn hiện lên sự cảnh giác, tuy nhiên, bà ta có nhắc đến lục ma đài gì đó, chúng ta không thể không phòng. Một đám ngớ ngẩn. Hạ Thiên vẫn khinh thường như cũ. Ông xã, ta có một vấn đề vẫn không hiểu lắm. Trong đầu Lam y nhân xuất hiện một sự nghi ngờ, chàng có thể nói cho ta biết không?
Hạ Thiên hỏi, vợ Tiểu Y Y, nàng muốn hỏi cái gì? Lam Y Nhân chậm rãi nói ra nghi ngờ của mình, chính là đám ma tộc đó hình như đều đến từ một nơi gọi là ma giới, bọn họ hẳn phải lợi hại lắm mới đúng, vì sao bản lãnh lại tệ đến như thế? Ở nơi khác, có thể bọn họ sẽ rất lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười giải thích, nhưng nơi này là trái đất, linh khí mỏng manh, bọn họ vẫn không thể quen được. Huống chi bọn họ còn bị một tiên mộ trấn áp, không thể phát huy được thực lực. Ta vẫn không hiểu lắm, Lam Y Nhân cau mày nói. Hạ Thiên nói tiếp, vợ Tiểu Y Y, nàng cứ nghĩ xem, nếu đưa nàng lên sao hỏa, nàng cảm thấy mình có lợi hại hơn so với ở trái đất không? Sao hỏa, lực hút thấp lắm, ngay cả hô hấp cũng là một vấn đề. Lam Y Nhân suy nghĩ một chút rồi đáp, cho dù sau khi trở thành tu tiên giả, ta có thể tự động điều tiết hô hấp, nhưng nhất định không tự tại bằng ở trái đất. Thế bọn họ chẳng phải cũng giống như vậy sao? Hạ Thiên nói, bọn họ đến trái đất, đầu tiên là phải thích ứng với hoàn cảnh nơi này, nhưng một khi bọn họ thích ứng, bọn họ thật ra cũng chẳng khác gì con người. Lam Y Nhân càng thêm không hiểu, vậy tại sao thần tiên lại không như vậy? Bởi vì cái gọi là thần tiên, đa số chính là người tu thành. Hạ Thiên nói, hoặc có thể nói, hoàn cảnh sinh tồn của tiên nhân không khác gì trái đất, thậm chí chỉ lớn hơn trái đất một chút. Nhưng ma tộc thì khác, bọn họ cần là những thứ như sát khí, âm khí, hoàn cảnh ngược lại với tiên nhân. Lam Y Nhân cái hiểu cái không, thế chẳng phải là ma tộc chỉ cần đến trái đất thì thực lực sẽ không còn. Dĩ nhiên không phải rồi. Hạ Thiên lười biếng nói, chỉ có ma tộc giai thấp thì mới bị hạn chế này. Ma tộc độ kiếp kỳ thậm chí trở lên thì không bị hạn chế. Ta hiểu rồi, Lam Y Nhân nhớ đến nội dung nàng và đám người Ninh Nhụy Nhụy, A Cửu nói chuyện phiếm, lập tức ngộ ra, khó trách đám ma tộc này lại muốn phục sinh ma chủ. Hạ Thiên nhếch miệng, đám ma tộc này cho rằng muốn trở nên lợi hại trên trái đất chỉ có một khả năng, đó chính là biến trái đất thành một ma giới khác. Vậy thì thông rồi, Lam Y Nhân thản nhiên nói, đầu nguồn tất cả mọi chuyện vẫn là điểm cuối cùng trong ba đại bí cảnh mà ông xã đã nói. Khó trách danh ngạch bí cảnh thiên cung lại được nhiều người tranh đoạt như thế. Lần này đến phiên Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi Lam Y Nhân, vợ Tiểu Y Y, tại sao nàng lại biết chuyện của bí cảnh thiên cung? Chúng ta thường xuyên nói chuyện phiếm trong nhóm mà. Lam Y Nhân mỉm cười, Nhụy Nhụy, còn có A Cửu. Thậm chí Y Tiểu Âm cũng sẽ thảo luận một chút về phương diện này. Hạ Thiên cũng nhớ đến Ninh Nhụy Nhụy và A Cửu đã từng đề cập đến có một cái nhóm đó, liền nhếch miệng, các nàng thế mà không kéo ta vào nhóm, không ngoan chút nào. Ha ha, chỗ nữ nhân chúng ta, kéo chàng vào làm gì? Lam Y Nhân không thể nhịn được cười. Lúc này, một bóng người lặng lẽ đến gần, nhẹ giọng hỏi. Này, các người xong việc chưa? Hứa Kiều Na mang theo vẻ mặt mờ mịt bước đến. Vừa rồi, không biết nàng ta đã đi đâu. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, nàng ta lại xuất hiện. Lam Y Nhân nhìn không được cười nói, người lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ. Thế nào, người cảm thấy ta sợ chết, cho nên muốn chạy trốn. Chờ sự việc ổn lại rồi thì mới ló mặt ra. Hứa Kiều Na nghe ra ý trong lời nói của Lam Y Nhân. Liền khoanh tay cười lạnh, người đã quá khinh thường Hứa Kiều Na ta rồi. Lam Y Nhân thản nhiên nói, ta cũng không có nói như vậy nhưng chính là có ý đó. Ta hiểu rất rõ cân lượng của mình, ta biết ở lại đây cũng chẳng giúp được gì. Hứa Kiều Na cũng không để ý, giọng điệu bình thản, cho nên, ta tranh thủ trong thời gian này đi làm chuyện khác. Hạ Thiên lười biếng nói, người đi làm cái gì không cần thiết phải báo cáo với ta. Không, cần thiết chứ. Hứa Kiều Na nhấn mạnh, chuyện này nhất định phải nói cho người biết. Bằng không, về sau nhất định sẽ sinh ra một số xung đột. Lam Y Nhân ngược lại có chút hiếu kỳ, xung đột. Người thấy chúng ta còn có thể có xung đột gì? Người không còn thuộc tổ chức đó nữa mà. Hạ Thiên lười biếng nói, chỉ cần ngươi không đến làm phiền ta, chúng ta ngay cả gặp nhau cũng không có. Đúng, trước kia ta thuộc tổ chức Thiên Kiêu, về sau ngươi xử lý bá tước cuồng hoan xong. Thiên Kiêu đã giải tán. Hứa Kiều Na nhìn Hạ Thiên, thuận miệng giải thích, bây giờ ta và một số người đã gia nhập một tổ chức chính thức chuyên điều tra những dị tượng, quỷ vật quái đản. Ngươi và những nữ nhân của ngươi có ai mà không kỳ quỷ thần dị? Nếu không nói trước, sớm muộn gì cũng phải đánh nhau. Không đánh được đâu,
chỉ có thể là các ngươi bị ngược thôi. Hạ Thiên cười nói. Mặc dù Hứa Kiều Na rất tức giận nhưng cũng không thể không thừa nhận, chỉ có thể thở dài, cho nên, ta cũng đã cân nhắc thay cho các tổ viên của ta, không để bọn họ chết một cách khó hiểu trong tay các ngươi. Thế thì nó có liên quan gì đến việc ngươi lén lút bỏ đi vừa nãy? Lam Y Nhân chợt phát hiện vấn đề trong đó. Ngươi không hỏi đến cùng thì không được mà, tuy nhiên ta cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hứa Kiều Na thở dài, tổ dị văn chúng ta vừa thành lập, nhất định phải làm ra thành tích. Chúng ta đã chọn sự kiện Nam Cung Sán bị trúng độc, ta đến là để điều tra chuyện này, sau đó phát hiện Từ Tú Nguyệt có vẻ không ổn. Ánh mắt Lam Y Nhân ngưng lại, hiểu rồi, người đúng là chọn thời cơ tốt thật. Đúng, ta thừa nhận đã lợi dụng các ngươi, nhưng cũng không phải là ta chủ động, ta chỉ thuận thế mà làm thôi. Hứa Kiều Na lấy một vật từ trong túi ra, chuẩn bị ném cho Hạ Thiên, nếu các ngươi cảm thấy không thoải mái, ta có thể bồi thường thứ này cho ngươi. Thứ gì? Lam Y Nhân hỏi, đưa ta xem thử. Hứa Kiều Na do dự một chút, sau đó ném tới. Lam Y Nhân chộp lấy, phát hiện là một lệnh bài lớn chừng bàn tay, nguyên liệu rất kỳ lạ, sắt cũng không phải sắt, gỗ cũng không phải gỗ, kiểu dáng vừa cổ xưa lại kỳ lạ, không giống đồ vật của một triều đại nào cả. Chính diện lệnh bài có đồ án văn tự, mặt sau là hình một con chim quái dị. Cái thứ đồ chơi gì vậy? Hạ Thiên liếc qua, thuận miệng hỏi. Hứa Kiều Na nhẹ giọng đáp, bên phía Thiên Cung phát lệnh bài, mỗi một tấm đại diện cho một danh ngạch tiến vào bí cảnh Thiên Cung. Từ Tú Nguyệt có một tấm hẳn là bên phía Thiên Cung phát cho Nam Cung gia. Dù sao cha con Nam Cung Sán, Nam Cung Uyên cũng làm việc cho Thiên Cung mà. Còn có thứ này sao? Lam Y Nhân ước lượng lệnh bài trong tay, sau đó nói với Hạ Thiên, ông xã, tại sao chúng ta lại không có? Hạ Thiên nhếch miệng, bởi vì chúng ta không cần. Ha ha, cũng đúng. Lam Y Nhân mỉm cười, ném lệnh bài cho Hứa Kiều Na, cái này ngươi giữ lại dùng đi. Cảm ơn, Hứa Kiều Na cũng không khách sáo, chắp tay nói. Nếu Hạ Thiên muốn lấy lệnh bài, nàng hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Huống chi nàng cũng không có cách lén lấy thứ này. Cũng may Hạ Thiên và Lam Y Nhân đã giữ chân Từ Tú Nguyệt. Nam Cung Uyên chậm rãi tỉnh lại, sờ lên cơ thể của mình, mẹ nó, đau quá, cũng may còn chưa chết. Chết cũng không sao, có Hạ Thiên ở đây, có thể cứu sống người bất cứ lúc nào. Hứa Kiều Na cất kỹ lệnh bài, tiến lên kéo Nam Cung Uyên ngồi dậy, tuy nhiên, người tỉnh lại cũng rất kịp thời, sự việc đã kết thúc rồi. Kết thúc, Nam Cung Uyên giật mình, lập tức nhìn về phía người nằm trên giường, cha ta thế nào rồi? Sẽ không chết thật chứ? Hạ Thiên đáp, chết thật rồi. Hạ Thiên, ta xin ngươi giúp cha ta một lần đi. Nam Cung Uyên ngẩn cả người, lập tức quỳ xuống trước Hạ Thiên, chỉ cần ngươi cứu sống cha ta, một nửa gia sản còn lại của Nam Cung gia, ta tặng cho ngươi luôn. Hạ Thiên chỉnh lại, cái này không gọi là tặng, nó vốn là tiền thuốc men của ta mà. Đúng, một nửa tài sản còn lại chính là tiền thuốc men lần này. Nam Cung Uyên vội nói. Hạ Thiên cũng không từ chối, đâm mấy châm cho Nam Cung Uyên trên giường, được rồi. Được rồi, cho dù vừa nãy đã được chứng kiến một lần, nhưng lần này Nam Cung Uyên vẫn có chút phát mộng, không đâm thêm châm nào nữa sao? Đâm thêm hai châm nữa cũng được, nhưng ngươi có thể trả bao nhiêu tiền? Hạ Thiên nhếch miệng. Nam Cung Uyên mỉm cười xấu hổ, a, vậy thì không cần, cứ như vậy đi. Khụ khụ, lúc này... Nam Cung Sán đang nằm trên giường bỗng nhiên ho hai tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Cha, cha đã tỉnh rồi. Nam Cung Uyên kích động không thôi, tiến lên đỡ cha ngồi dậy, cha tỉnh rồi sao? Hạ Thiên, người quả nhiên là thần y. Sắc mặt Nam Cung Sán tái nhợt, vẫn còn có chút suy yếu nhưng tinh thần cũng không tệ. Ông nhìn những người chung quanh, bỗng mở miệng quát, tiện nhân Từ Tú Nguyệt đâu rồi? Cha hỏi mẹ nhỏ à? Nam Cung Uyên tiện tay chỉ, ở đó kìa, đã chết rồi. Chết rồi. Nam Cung Sán lập tức vén chăn đứng dậy, vào đến chỗ thi thể kia, kiểm tra nhiều lần mới yên tâm, chết tốt lắm. Tiện nhân này đáng chết. Hôm qua, bà ta đã hạ thuốc ta. Hôm qua, Nam Cung Uyên cười khổ, giải thích cha, cha đã hôn mê mấy chục năm rồi. Mấy chục năm, Nam Cung Uyên nhất thời ngẩn cả người. Một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, như vậy không phải là mơ. Ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ chứ.
tiện nhân này lại càng đáng chết hơn. Trong lúc ta hôn mê, bà ta thường xuyên lén lút đến tra tấn ta. Sau khi hung hăng đạp cho Từ Tú Nguyệt mấy cước, Nam Cung Sán mới thư thái hơn không ít. Nhìn mấy người Hạ Thiên, ông hỏi, con trai, những người này là? À, vị này là Hạ Thiên, còn có vợ của hắn Lam Y Nhân. Vị này là Hứa Kiều Na Kiều Tiểu Thư. Nam Cung Uyên lập tức giới thiệu, trọng điểm đương nhiên là Hạ Thiên, mấy chục năm qua, con đã mời vô số danh y đến khám nhưng ai cũng thúc thủ vô sách trước bệnh của cha, chỉ có Hạ Thiên cứu sống được cha thôi. Nam Cung Sán kích động hẳn lên, tiến lên muốn nắm tay Hạ Thiên, là như vậy sao? Hạ thần y, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thật ngại quá, trước giờ ta không nắm tay nam nhân. Hạ Thiên trả lời một câu. À, ta hiểu, ta hiểu. Nam Cung Sán cười ha hả, vẫn cao hứng như cũ, con trai, tranh thủ tổ chức bữa tiệc, ta phải khoản đãi mấy người hạ thần y một chút. Nam Cung Uyên do dự một chút, sau đó nói, cha, con đã mang tất cả gia sản làm tiền thuốc cho Hạ tiên sinh rồi. Tiêu chuẩn thu phí của Hạ Thiên là như thế. Hứa Kiều Na sợ Nam Cung Sán tức giận, vô thức giải thích thay cho Hạ Thiên, cứu người chết là thu một nửa gia sản. Nam Cung Sán có chút không hiểu, vậy tại sao toàn bộ gia sản lại mất hết? Bởi vì hắn cứu cha hai lần. Nam Cung Uyên giải thích, ban đầu, hắn đã giải được độc cho cha, về sau mẹ nhỏ dùng kim có độc đâm cha chết. Cho nên con không thể nào làm khác hơn là một lần nữa mời Hạ tiên sinh ra tay cứu cha. Con tự tiện chủ trương, mong cha đừng trách con. Trách cái gì chứ? Sau khi nghe xong, Nam Cung Sán cười ha hả, một chút cũng không thèm để ý, cũng nên như vậy mà, khám bệnh thì phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cái mạng này của lão tử chẳng lẽ còn không bằng thứ tài sản cầu thí đó sao? Cho hết, còn phải cho thật thống khoái. Lời nói rất phóng khoáng. Lam Y Nhân cũng có chút bội phục Nam Cung Sán, quả nhiên rất có khí độ kiêu hùng, không hề coi trọng tiền tài. Tiền thôi mà, có thể kiếm lại được. Nam Cung Sán vỗ vai con trai, chỉ cần cha con chúng ta còn mạng, chút tiền đó có thể kiếm về trong mấy năm nữa. Nam Cung Uyên thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tiền đặt tiệc vẫn phải có. Chắc chắn Hạ tiên sinh sẽ không để tâm chứ. Nam Cung Sán nói, hắn đã cứu ta hai lần, không mời Hạ thần y ăn một bữa sao coi cho được. Nam Cung tiên sinh, không cần đâu. Lam Y Nhân nhẹ giọng giải thích, tối nay chúng ta còn phải đến tham gia thọ yến của Chu công tử nữa. Chu công tử, mắt Nam Cung Sán trợn tròn, phẫn nộ quát, Chu Tự Hoành đáng chết kia, ông ta còn chưa chết sao? Lúc đó, ta cũng chính là tham gia bữa tiệc của tên cẩu vật đó, bị tiện nhân kia hạ độc trong rượu. Các người tuyệt đối đừng đi, tên chó đó không phải người tốt lành gì. Lam Y Nhân mỉm cười trả lời, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Nhưng chúng ta không có lý do để không đi, hơn nữa ông ta cũng chẳng hạ độc được chúng ta đâu. À, cũng đúng, Nam Cung Sán nhìn Hạ Thiên, cười ha hả, có thần nhân như Hạ Thần Y, xác thực không có khả năng trúng độc. Ông trầm ngâm một hồi, sau đó nói tiếp, đêm nay ta cũng đi. Mặc dù chưa chắc có thể giúp được Hạ Thần Y điều gì, nhưng giúp các người lược trận vẫn còn được. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên không từ chối cũng không đồng ý. Tuy nhiên, Hạ thần y, ta và Chu Tự Hoành đã từng quen biết, ông ta nhất định sẽ diễn trò, người cũng đừng mắc mưu của ông ta. Nam Cung Sán nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Thiên, còn nữa, ông ta còn có quân sư, là Hoa Phùng Quân, rất tà môn, người cũng phải cẩn thận. Được rồi, mấy lời nói nhảm này không cần nói. Hạ Thiên ôm lấy Lam Y Nhân, vợ tiểu y y, chúng ta đi thôi. Hứa Kiều Na kêu lên, này, còn ta nữa. Nam Cung Sán vội nói, ba vị đi đâu thế? Nếu không, ta bảo con trai ta đưa các vị về. Không cần, Hạ Thiên thuận miệng nói, các ngươi đi theo vướng bận lắm. 8 rưỡi tối. Chu công quán răng đèn kết hoa, người đến người đi, náo nhiệt dị thường. Này, vì sao các ngươi không ngồi xe của Nam Cung ra? Hứa Kiều Na cũng lên xe, mà là mặt dày leo lên, tuyệt không khách sáo. Lam Y Nhân thản nhiên nói, Nam Cung gia và Chu công tử đã từng có ân oán. Ngồi xe bọn họ rất dễ đánh rắn động cỏ. Xem ra, các người thật sự muốn gây chuyện ở Thọ Yến rồi. Hứa Kiều Na mỉm cười nói. Lam Y Nhân thản nhiên nói, ngươi đừng nói ngươi đi theo chỉ để muốn nhìn thấy việc đời một lần nhé. Hứa Kiều Na gật đầu, không được sao.
không có gì là không thể. Hạ Thiên thuận miệng nói, cho nên, lần sau tự ngươi đón xe đi. Nếu không nể mặt Thanh Thanh nha đầu, ta đã đạp ngươi xuống rồi. Này, Hạ Thiên, ngươi nói nghe quá đáng quá. Hứa Kiều Na có chút bất mãn, phàn nàn nói, cùng lắm thì thu tiền xe, không được à. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vậy thì không có lần sau đâu. Nói thế nào chúng ta cũng là sinh tử chi giao, cần chi phải lạnh lùng với ta như vậy. Hạ Thiên trả lời rất thẳng thắn, bởi vì dung mạo của ngươi quá xấu. Này, ta và Triệu Thanh Thanh cũng tương đương nhau mà. Hứa Kiều Na không phục, tiếp tục tranh luận, hơn nữa, trước kia khi còn học đại học, nhan sắc của Triệu Thanh Thanh chỉ xếp thứ ba ở ký túc xá chúng ta, còn ta xếp thứ nhất đấy. Thanh Thanh nhà đầu dễ nhìn hơn ngươi nhiều, Hạ Thiên thuận miệng nói. Đó là vì nàng, được rồi, không nói nữa. Hứa Kiều Na vẫn cảm thấy nàng xinh đẹp hơn Triệu Thanh Thanh, nhưng nàng phát hiện trong khoảng thời gian này, Triệu Thanh Thanh dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được càng lúc càng xinh đẹp, quả thật đã vượt qua nàng, điều này khiến cho tâm trạng của nàng sa sút, nhưng lại không tiện nói rõ. Lam Y Nhân mỉm cười, xem như hiểu được tâm tư của nữ nhân này. Thật ra, nữ nhân này cũng không phải thích Hạ Thiên, nhưng lại rất thèm năng lực có thể giúp cho nữ nhân có thể trở nên xinh đẹp hơn của hắn. Nàng ta không muốn chủ động lên tiếng, nhưng lúc nào cũng muốn kề cận Hạ Thiên. Hạ Thiên thích mỹ nữ nhưng quan niệm thẩm mỹ của hắn lại hoàn toàn không ăn khớp với đại chúng phổ thông. Hắn có tiêu chuẩn của mình. Nhưng mặc kệ xét từ phương diện nào, Hứa Kiều Na cũng không có điểm nào có khả năng thu hút được Hạ Thiên. Các ngươi có thể nói ta nghe các ngươi muốn làm cái gì không? Hứa Kiều Na thấy Chu Công Quán càng lúc càng gần, nhịn không được liền hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi hỏi cũng vô dụng thôi. Ai lại nói thế, ta hỏi cho rõ ràng, cũng có thể tránh không cẩn thận làm hỏng chuyện của ngươi thì sao? Hứa Kiều Na cười nói. Chuyện mà ta muốn làm, không ai có thể làm hỏng được. Hạ Thiên vẫn hờ hững nói. Hứa Kiều Na xem như bó tay, ngươi không nói, vậy thì ta nói. Nguyên nhân mà ta tham gia bữa tiệc này chính là muốn điều tra đám người Chu công tử. Lai lịch của bọn họ có vấn đề, bên trên giao phó cho ta phải điều tra một chút. Ngươi không cần điều tra. Hạ Thiên nói, qua đêm nay, ông ta sẽ chết. Ngươi muốn giết ông ta? Hứa Kiều Na sửng sốt, vì sao? Hạ Thiên chỉ trả lời một câu, ta nhìn ông ta thấy khó chịu quá. Lam Y Nhân không thể nhịn được cười, ông xã, hình như chàng chưa gặp ông ta bao giờ mà. Không quan trọng, Hạ Thiên khoát tay, gặp xong, ông ta phải chết. Hứa Kiều Na lắc đầu, tại sao ngươi có thể nói từ giết người một cách nhẹ nhàng bâng quơ đến như thế? Quả thật là phong cách của ngươi. Nói ra giống như ngươi thuần lương lắm vậy. Lườm Hứa Kiều Na một cái, Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi cũng đã từng giết không ít người mà. Không giống, Hứa Kiều Na giải thích, ta chỉ giết những người cùng hung cực ác, xưa nay sẽ không nói lý đã giết. Sau khi điều tra rõ ràng tội ác của ông ta mới giết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không cần điều tra cũng biết ông ta đáng chết. Cho nên ta mới nói chúng ta không giống nhau. Hứa Kiều Na thở dài, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nói ngươi quá biến thái, đơn giản không giống người. Hạ Thiên thản nhiên nói, ta chính là người, không cần giống hay không giống. Được rồi, Hứa Kiều Na không phản bác được. Lúc này, chiếc xe đã đến trước cửa Chu công quán, nàng nói ta còn có việc cần phải chuẩn bị. Hẹn gặp nhau ở bữa tiệc. Nói xong, Hứa Kiều Na liền xuống xe, rất nhanh biến mất trong đám người. Không bao lâu sau, chiếc xe đã ngừng lại chỗ đậu xe được chỉ định. Hạ Thiên và Lam Y Nhân bước xuống xe, cả hai nhìn thấy gần Chu công quán náo nhiệt đến dị thường. Hai người bước đến trước cửa, có người đứng đó kiểm tra thư mời. Các vị tạm dừng lại một chút, một nam nhân đứng trước cửa cười nói, ta là quản gia của Chu phủ Chu Nhất Hòa. Để phòng ngừa người có ý đồ không tốt lẻn vào trong quán, quấy rầy nhã hứng của mọi người, ta muốn kiểm tra thư mời một chút, mời hai vị đưa ra. Thật ngại quá. Người tham gia bữa tiệc cũng không cảm thấy bất ngờ, người nào cũng lấy thư mời ra. Cái gọi là kiểm tra thật ra cũng chỉ là lật ra xem, thuận tiện thông báo tính danh, cũng không làm khó bất cứ kẻ nào. Một lát sau đã đến phiên Hạ Thiên và Lam Y Nhân. Mời hai vị lấy ra thư mời. Chu quản gia nhìn thấy Lam Y Nhân, hai mắt tỏa sáng.
Mặc dù nữ minh tinh đến dự tiệc cũng không ít nhưng người đẹp như Lam Y Nhân lại cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, thái độ của hắn ta cũng hòa hoãn hơn nhiều. Lam Y Nhân tùy ý lấy ra thư mời, chậm rãi đưa tới. Thiếp mời kim quang chói mắt, Chu Nhất Hòa liếc mắt một cái liền nhận ra, thì ra là Lam tiểu thư của tập đoàn thần y. Mời vào. Lam Y Nhân cười nhạt một tiếng, ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, chậm rãi bước vào. Khoan đã, Chu quản gia bỗng nhiên đưa tay cản Hạ Thiên, thật ngại quá, vị tiên sinh này, thư mời của ngươi đâu? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không có thư mời, cũng không cần thư mời. Tiên sinh, xin đừng nên nói đùa được không? Chu quản gia vẫn mỉm cười, nhưng lời nói hoàn toàn không chút khách sáo, mặc dù công tử chúng ta rất thành khẩn hoan nghênh mọi người đến tham gia bữa tiệc sinh thần của ngài ấy, nhưng chiêu đãi trong quán cũng chỉ có bạn bè có được thư mời mà thôi. Nếu không có, mời ngươi ra ngoài sẽ phải đến khách sạn giã độ. Hôm nay khách sạn mở cửa. Lam Y Nhân hơi tức giận nói, hắn là chồng của ta, chẳng lẽ ta không thể dẫn hắn vào sao? Chồng, Chu quản gia không khỏi nhướng mày, cảm giác có chút không đúng. Hắn ta biết rất rõ bệnh của Chu công tử, thích đùa bỡn mỹ nhân nhưng không thích đùa với nữ nhân đã có chồng. Nếu ngươi không cho chồng của ta vào, vậy ta không tham gia bữa tiệc này nữa. Lam Y Nhân kéo Hạ Thiên quay người muốn đi. Hai vị chờ một chút. Chu quản gia gọi Hạ Thiên và Lam Y Nhân lại, sau đó lấy điện thoại gửi một tin nhắn ra ngoài. Qua vài giây, hắn ta mỉm cười nói, hai vị, mời vào, là ta chậm trễ, mong hai vị thông cảm. Lam Y Nhân khoác tay Hạ Thiên, mỉm cười bước vào Chu công quán. Ngươi đi giám sát bọn họ đi. Chu quản gia do dự một chút, sau đó đưa tay vẫy một bảo tiên, nhỏ giọng phân phó, có động tĩnh gì, ngươi lập tức báo cáo về ngay. Bảo tiêu kia gật đầu, sau đó bước sau lưng Lam Y Nhân và Hạ Thiên, không xa không gần. Bên trong công quán lại càng thêm náo nhiệt, tổng cộng có 6 khu vực, thậm chí ngay cửa sau đại sảnh còn đặt một tấm biển công cộng ghi rõ từng khu vực. Lầu 3 là hào phú ức vạn, lầu 2 là minh tinh nổi tiếng, lầu 1 là giới kinh doanh đồng liêu. Biệt thự duy nhất bên trái là dành cho người có quyền trong giới văn nghệ, phía bên phải là cao nhân giang hồ. Hậu hoa viên không có giới hạn, ai cũng có thể đến đó uống rượu ăn cơm, nói chuyện trên trời dưới đất. Cấp bậc chính xác, phân biệt rõ ràng. Chu công tử làm người làm việc đúng là riêng một ngọn cờ. Lam Y Nhân nhìn nội dung trên bảng thông báo, không khỏi cảm thấy buồn cười, ông xã, chàng định đến khu vực nào. Hạ Thiên nhìn lướt qua bảng chỉ dẫn, đưa tay chỉ một chỗ, ở đây. Sao, Lam Y Nhân sửng sốt. Phát hiện có một khu vực trên mặt hồ cách Chu công quán hơi xa ghi chữ tuyệt thế mỹ nhân, bên dưới còn có hàng chữ nhỏ người rảnh rỗi cấm vào. Lam Y Nhân mỉm cười trêu chọc, ông xã, chàng không sợ đây là cạm bẫy của Chu công tử sao? Sợ cái gì? Hạ Thiên cười nói, ta chỉ sợ ông ta không cài bẫy. Ta biết rồi, Lam Y Nhân lập tức đoán được suy nghĩ của Hạ Thiên, chàng muốn giả bộ mắc câu, sau đó lừa gạt toàn bộ. Hạ Thiên lắc đầu, ta chỉ muốn nhìn xem nữ nhân nào dám tự xưng mỹ nhân tuyệt thế. Nếu vẫn là loại người quái gì kia, ta trực tiếp xử lý hết toàn bộ. Ta ghét nhất người khác gạt ta. Được, Lam Y Nhân mỉm cười. À, Y Nhân, ngươi là Y Nhân đúng không? Lúc này, bên trên có một nữ nhân che miệng, chỉ vào Lam Y Nhân, kêu lên. Lam Y Nhân nghe được tiếng kêu, cũng có chút kỳ quái. Nàng quay đầu lại. Phát hiện nữ nhân kia có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra, ta là Lam Y Nhân, xin hỏi ngươi là. Ai chà, ngươi thật sự nhiều chuyện quá nên quên ta sao? Nữ nhân kia bước đến, ta là Bì Nhã Văn nè. Chúng ta là bạn học cao chung với nhau đấy. Nghe xong, Lam Y Nhân quả thật có chút ấn tượng, a, là ngươi à? Đã lâu không gặp, nhiều năm rồi, mặc dù ta biết ngươi ở Quế Thành nhưng mãi vẫn không gặp được. Bì Nhã Văn tiến lên kéo tay Lam Y Nhân, không ngừng lôi kéo làm quen, tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở Quế Thành kinh doanh Y Nhân các sao? Lam Y Nhân mỉm cười nói, xảy ra chút chuyện, Y Nhân các không còn hoạt động nữa. Bây giờ ta đã có công việc khác rồi, tại sao ngươi lại ở đây? Bây giờ ta là thợ trang điểm lẫn chụp hình. Bì Nhã Văn cười nói, đương nhiên là ta được mời đến rồi, để trang điểm cho cả nhà Chu công tử. Ngươi đúng là càng ngày càng đẹp, có thời gian ta phải hẹn ngươi chụp hình mới được.
Thôi quên đi, Hạ Thiên khó chịu nói, người có chụp cũng không đẹp được đâu. Lúc này, Bì Nhã Văn mới nhìn thấy Hạ Thiên đứng bên cạnh Lam Y Nhân, không khỏi ngẩn cả người, ngươi không phải là. Hắn là chồng của ta, Hạ Thiên, Lam Y Nhân giới thiệu. Bì Nhã Văn mở to mắt, vội kéo Lam Y Nhân đến một chỗ hẻo lánh, Y Nhân, hắn thật sự là chồng của ngươi à? Đúng, có chuyện gì không? Lam Y Nhân không hiểu hỏi. Bì Nhã Văn kinh nghi, ai cha, nói thế này, lần trước ta có gặp hắn ở Quế Thành, khi đó hắn còn là bạn trai của Ninh Nhụy Nhụy. À, ngươi nói cái đó à? Ta biết, Lam Y Nhân bình tĩnh nói. Ngươi biết, Bì Nhã Văn lại càng khiếp sợ hơn nửa. Nửa ngày sau vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Này, huynh đệ, tại sao ngươi trà trộn vào đây được thế? Trong lúc Lam Y Nhân và Bì Nhã Văn đang trò chuyện vui vẻ, có bóng người lén lút tiếp cận Hạ Thiên. Ta đi từ cửa chính vào. Hạ Thiên nhìn người đến, lười biếng nói, ngươi mới là trà trộn vào đấy. Người đến là một nam nhân mập mạp, hắn ta cẩn thận sờ vào bộ vest cao cấp trên người, cười nói, bị ngươi nhìn ra rồi, nhưng mà... Huynh đệ, ngươi cũng đừng làm bộ. Ngươi mặc bộ đồ còn không bằng ta, làm sao có thể từ cửa chính mà vào chứ? Ngươi đừng lôi kéo làm quen, ngươi không xứng làm huynh đệ của ta. Hạ Thiên nhếch miệng nói. Ngươi đến đảo con ngươi một vòng, cười ha hả đưa tay với Hạ Thiên, ngươi đúng là hài hước. Chúng ta làm quen với nhau đi, ta là Kim Mãn Mãn, làm nghề đáp cầu dắt mối. Nếu ngươi muốn cái gì... Muốn người nào mà không có cách thì cứ việc đến tìm ta. Hạ Thiên tùy ý hỏi, ta xưa nay không nắm tay nam nhân. Bây giờ ta đã có chút tin tưởng ngươi đi từ cửa chính vào đây rồi. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Kim Mãn Mãn che giấu không tệ, hiển nhiên đã sớm quen với cách cư xử này. Hạ Thiên thản nhiên nói, đây là sự thật, không cần ngươi tin hay không. Có tính cách, Kim Mãn Mãn cười hắc hắc. Càng lúc càng cảm thấy Hạ Thiên chính là phú nhị đại thích giả heo ăn thịt hổ, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Cái này hẳn ngươi có thể nói chứ. Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên tự tin nói ra câu tự giới thiệu không biết đã nói bao nhiêu lần. Hạ Thiên, trong đầu Kim Mãn Mãn xẹt qua rất nhiều tin tức, rất nhanh tìm được một tin, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là Hạ Thiên? Ông chủ đứng đằng sau tập đoàn thần y thành phố Giang Hải. Hạ Thiên gật đầu, là ta. Mẹ kiếp, đúng là đại nhân vật. Kim Mãn Mãn không nhịn được tràn ngập hưng phấn trong lòng, cao hứng xoa tay, nhưng rất nhanh cảm thấy không được bình thường. Khoan đã, Chu công tử rất ghét tập đoàn thần y. Nếu ngươi là Hạ Thiên, tại sao lại có thể đến Chu công quán chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, điều này cũng không cần thiết phải nhiều lời. Ngươi quả nhiên là trà trộn vào. Kim Mãn Mãn ngược lại không có hoài nghi thân phận của Hạ Thiên, chỉ hoài nghi mục đích của hắn. Ông chủ Hạ, có phải ngươi muốn lẻn vào tìm hiểu tin tức, sau đó áp chế Chu công tử hay không? Hạ Thiên khó chịu nói, mập kia, ngươi có thể cút sang một bên hay không? Thật ra, ngươi muốn tin tức gì thì có thể tìm ta. Kim Mãn Mãn xích lại gần Hạ Thiên, hạ giọng nói, liên quan đến tin tức của Chu công tử, chỗ ta có. Ngươi có tin tức gì của ông ta? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Kim Mãn Mãn thấy Hạ Thiên đã bắt đầu bị khơi gợi hào hứng, liền nói, tin tức gì cũng có, chỉ cần ngươi đưa ra được giá tiền, tin tức đủ cho ngươi vặn ngã ông ta, khiến ông ta thân bại danh liệt. Hạ Thiên nhếch miệng, được rồi, không có hứng thú. Đừng, lần này đến phiên Kim Mãn Mãn gấp lên, vội vàng để lọt ít phong thanh, như vậy đi, ta miễn phí cho ngươi một tin tức. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta nói chuyện tiếp. Hạ Thiên đang nhàm chán, ôm tâm thái giết thời gian, nếu tin tức không khiến ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ đánh ngươi một trận. Ta có danh xưng là đệ nhất mật thám thành phố Thiên Hải, tuyệt đối sẽ có tin tức khiến cho ngươi cảm thấy hứng thú. Kim Mãn Mãn tự tin vỗ ngực, nếu ngươi không cảm thấy hứng thú, ngươi không cần đánh, tự ta nhảy xuống sông. Nói xong, ánh mắt hắn ta nhìn chung quanh. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, người đi theo ta. Hạ Thiên cũng không từ chối, đi theo Kim Mãn Mãn đi ra hậu viện. Người trong hậu viện thật ra cũng không ít, nhưng Kim Mãn Mãn vẫn tìm được một chỗ yên tĩnh. Đằng sau là một hồ nước nhân tạo, xung quanh đều có cây che chắn, đúng là khá bí mật. À, ông chủ Hạ, ta xin nói rõ trước. Kim Mãn Mãn nhìn bên cạnh,
thấy không có ai, liền quay sang nói với Hạ Thiên, nếu ta nói mà ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi không thể không thừa nhận, càng không được phép nói dối. Ngươi cảm thấy hứng thú thì gật đầu, bỏ tiền ra mua, ta sẽ đưa chứng cứ ra. Nhưng sau khi bán xong, ta sẽ không thừa nhận, ngươi tốt nhất đừng nên quyệt nợ. Tập đoàn thần y không phải là không có phốt, chọc đến ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Ta chưa từng nói dối. Hạ Thiên lười biếng nói, ngược lại, nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ ném ngươi xuống hồ. Kim Mãn Mãn kiêu ngạo nói, ngươi nên thật lòng một vạn lần. Kim Mãn Mãn ta làm nghề này đã hơn 10 năm, xưa nay không bán tin tức giả. Danh dự là thứ nhất, như vậy buôn bán mới vui vẻ được. Ta cho ngươi 3 phút. Hạ Thiên khinh thường nói. Được, Kim Mãn Mãn liếm môi một cái, nhỏ giọng nói, Chu công tử đấy, trong những tư liệu công khai ra ngoài, người ta đều nói trước kia ông ta ra nước ngoài, bồi dưỡng kinh thương gì đấy. Thật ra tất cả đều là giả, chỗ của ta có chứng cứ, người có muốn hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, không hứng thú. Tập đoàn Giã Độ thật ra cũng không phải của Chu công tử mà là ông ta đoạt trong tay người khác. Kim Mãn Mãn lại đưa ra một tin tức khác, mặc dù cả nhà ông chủ tập đoàn Giã Độ đều bị giết chết nhưng có người quen biết được việc này. Hạ Thiên lắc đầu, không có hứng thú. Kim Mãn Mãn xứng người, sau đó nói, lão quân sư Hoa Thần Y của Chu công tử, thật ra lai lịch không rõ, rất có thể là người của một tà giáo nào đó, cái này ngươi. Cái này ta cũng không có hứng thú. Hạ Thiên ngáp một cái, nếu tiếp theo vẫn không có tin tức có dinh dưỡng. Vậy thì ngươi cũng đừng nói nữa, tự ngươi nhảy vào trong hồ đi. Lai lịch thân thế của Chu công tử, cái này không tính. Kim Mãn Mãn lại thăm dò một chút, phát hiện Hạ Thiên vẫn thờ ơ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ta nói này ông chủ Hạ, Chu công tử luôn muốn đưa tập đoàn thần y vào chỗ chết, ngươi không muốn cạo chết ông ta sao? Những phốt này tuyệt đối có thể cạo chết ông ta. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự khinh thường, ta có thể đánh ngã ông ta bất cứ lúc nào. Không cần phốt. Khẩu khí lớn thật, lúc này, một số người không biết từ nơi nào xông ra, bao vây Hạ Thiên và Kim Mãn Mãn ở cái nơi nhỏ hẹp này. Ta đã sớm đoán được tiểu tử ngươi có ý đồ xấu, quả nhiên là thế. Chu Nhất Hòa chậm rãi bước đến, mắt lạnh nhìn Hạ Thiên, sau đó quay sang nhìn Kim Mãn Mãn, lại là tên mập ngươi. Gần đây ngươi luôn ẩn hiện gần Chu công quán, hôm nay ta sẽ xử lý ngươi cùng một lúc. Kim Mãn Mãn nhìn Chu Nhất Hòa, dũng khí mất hết, run rẩy nói Chu quản gia, chào ngươi, ta chỉ muốn trà trộn vào để kiếm thêm thu nhập. Ta biến đây, không nhọc các người đưa tiễn. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt Chu Nhất Hòa tràn ngập sát ý, ta nghe rõ ràng những gì ngươi nói vừa nãy. Không nghe không biết, thì ra tiểu tử ngươi vẫn luôn bán tin tức xấu về công tử nhà chúng ta. Nếu ta không làm thịt ngươi... Người ta còn tưởng rằng Chu gia dễ khi dễ nữa. Đầu gối Kim Mãn Mãn mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước Chu Nhất Hòa, khóc ròng, Chu quản gia, ta chính là đồ ba hoa, đồ khoác lác mà thôi. Phốt gì đó là ta bịa ra, ta chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, ta đưa hết cho ngươi, ngươi tha cái mạng chó cho ta đi. Bây giờ ngươi cầu xin tha thứ đã muộn rồi, Chu Nhất Hòa nhấc chân đạp Kim Mãn Mãn ngã lăn xuống đất, mau trói hắn ta lại rồi xử lý cùng một lúc. Kim Mãn Mãn cảm thấy lần này tiêu rồi. Hắn ta chuyên bán tin tức, đương nhiên biết bọn họ nói xử lý là có ý gì. Đơn giản chính là bỏ vào trong bao, sau đó ném xuống sông. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi mau nói ra, có thể ngươi sẽ được chết dễ dàng hơn một chút. Trọng điểm chú ý của Chu Nhất Hòa tất nhiên là Hạ Thiên, quan hệ giữa ngươi và Lam Y Nhân là như thế nào? Với tập đoàn thần y ra sao? Với Hạ Thiên là gì? Hạ Thiên hờ hững nói, ta chính là Hạ Thiên, những vấn đề khác ta không cần trả lời. Phì, ngươi chính là Hạ Thiên. Chu Nhất Hòa cười lạnh không thôi, biểu hiện khinh thường, toàn thân trên dưới cộng lại có hơn 100 đồng. Một tên nghèo kiết xác còn muốn nói mình là ông chủ lớn của tập đoàn thần y. Ngươi xứng sao? Ngớ ngẩn, Hạ Thiên lười nói nhảm với người này, nếu ngươi không muốn chết, bây giờ ngươi cút xa vẫn còn kịp. Tên mập kia còn chưa nói xong mà. Hừ, Chu Nhất Hòa chỉ tay vào Hạ Thiên, mắng to, con mẹ nó, ta mặc kệ ngươi là Hạ Thiên hay là Thu Thiên, nếu ngươi muốn gây bất lợi cho công tử nhà chúng ta, Chu Nhất Hòa ta sẽ là người đầu tiên xử lý các ngươi. Hôm nay tên mập kia phải chết, ngươi cũng phải chết.
Kim Mãn Mãn sợ hãi, đầu đổ đầy mồ hôi, đừng giết ta mà, ta còn chưa muốn chết. Ta trà trộn vào chỉ muốn kiếm chút tiền, cùng lắm thì ta đưa hết tiền cho ngươi, ngươi đừng giết ta mà. Phi, chút tiền đó của ngươi đủ dùng cái gì? Chu Nhất Hòa khinh thường mắng một tiếng, ban đầu, tên mập ngươi chỉ là một con chó, hoàn toàn không đáng cho ta phải ra tay. Nhưng ai bảo ngươi không may dính vào tên tiểu tử kia? Hắn đi theo Lam Y Nhân vào đây, nhưng Lam Y Nhân đã sớm được công tử nhà chúng ta coi trọng. Cho nên, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn nhất định phải chết. Kim Mãn Mãn hối hận không thôi, khóc giống lên, a, ông chủ hạ, người đã gạt ta chết rồi. Câm miệng cho lão tử. Chu Nhất Hòa đạp vào miệng Kim Mãn Mãn, con mẹ nó, người muốn hét to để dẫn người khác sang đây sao? Ngươi đừng có chơi cái trò thông minh còn con đó. Ngươi có tin lão tử làm thịt ngươi, sau đó ném xuống hồ hay không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi mau nhấn hắn ta xuống hồ đi. Dù sao tên mập này cũng chẳng có tin tức khiến cho ta cảm thấy hứng thú, ta cũng muốn ném hắn ta xuống hồ đây. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng đấy. Chu Nhất Hòa trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn dám nói mấy lời này. Ngươi thật sự cho rằng Chu gia ta là thiên đường sao? Lão tử làm thịt ngươi trước. Nói xong, Chu Nhất Hòa nắm chặt nắm đấm, đấm thẳng vào huyệt thái dương của Hạ Thiên. Một quyền này, lực đạo không nhỏ, nhìn qua giống như đã được luyện tập từ trước. Nếu người bình thường trúng một quyền này, đoán chừng hơn phân nửa không chết cũng chấn thương sọ não. Hạ Thiên tùy ý khoát tay một cái, đỡ được một quyền này. Sao? Chu Nhất Hòa sửng sốt, quả nhiên là người luyện võ. Xem ra, ngươi chính là Bảo Tiêu Lam Y Nhân mời đến. Ta đã sớm nói với ngươi, ta là chồng của nàng ấy, không phải Bảo Tiêu. Hạ Thiên nghiêm túc nhấn mạnh. Hừ, ta chẳng quan tâm ngươi là gì của nàng ta. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu Nhất Hòa nói với đám Bảo Tiêu kia, tất cả tiến lên, làm thịt tên tiểu tử đó cho ta. Đám Bảo Tiêu kia tiến lên cùng một lúc. Chiến đấu với Hạ Thiên trong không gian nhỏ hẹp. Con người Kim Mãn Mãn đảo một vòng, thừa cơ chạy trốn. Ngược lại, có nữ nhân trẻ tuổi phát hiện động tĩnh bên này, chạy đến quát, dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta, không được đánh nhau nữa. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên vẫn hờ hững, tiện tay đánh đám Bảo Tiêu ngã xuống đất, bao gồm quản gia Chu Nhất Hòa. Ta nói, nữ nhân kia không khỏi sửng sốt, không, không có gì. Còn dám hoàn thủ, ta thấy ngươi chán sống rồi đấy. Chu Nhất Hòa cũng giận sôi lên, mặc dù hắn ta chỉ là một quản gia, nhưng trước cửa tể tướng cũng là quan thất phẩm. Cho dù người trên quan trường cũng phải khách sáo với hắn ta. Cho đến bây giờ, hắn ta chưa từng bị người nào đối đãi một cách thô bạo như vậy. Được rồi, các ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng tự rước lấy nhục nữa. Nữ nhân kia thở dài, nói với Chu Nhất Hòa. Con mẹ nó, ngươi tính là cái gì, tại sao dám giống mỏ lên với ta ở đây a? Thì ra là Khổng tiểu thử, đắc tội rồi. Ban đầu, Chu Nhất Hòa muốn giáo huấn nữ nhân xen vào việc người khác kia một phen, nhưng sau khi nhìn kỹ mặt đối phương xong, hắn ta không khỏi sợ hãi. Khổng tiểu thư cười nhạt, Hạ Thiên là bạn của ta. Ngươi nể mặt ta, đừng làm khó hắn được không? Nếu Khổng tiểu thư đã lên tiếng, ta tất nhiên phải nể mặt rồi. Chu Nhất Hòa do dự vài giây, cuối cùng làm ra nhượng bộ, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Tuy nhiên, ngươi nên trung thực ở lại, đừng có lộn xộn. Nếu không, ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, ngu ngốc, nếu ngươi không phục, ngươi có thể đánh tiếp, không cần nể mặt bất cứ người nào. Con mẹ nó, ngươi nhất định muốn chết đúng không? Chu Nhất Hòa đưa tay sờ vào eo, chỗ đó căng phồng. Hiển nhiên có cất giấu một cây súng. Chu quản gia, ông chủ tìm ngươi có việc, ngươi còn ở đây thất thần để làm gì? Khổng tiểu thư thấy Chu Nhất Hòa bị chọc giận, không khỏi nói dối một câu, vội vàng kéo Hạ Thiên lại, nói khẽ, Hạ tiên sinh, ngươi bình tĩnh lại, ta tìm ngươi có việc quan trọng. Gương mặt Chu Nhất Hòa hiện lên sự nghi hoặc nhưng vẫn cùng với đám Bảo Tiêu kia hùng hùng hổ rời đi. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Khổng tiểu thư mỉm cười, chỉ vào mặt mình, Hạ tiên sinh, ngươi không nhớ rõ ta sao? Không nhớ, Hạ Thiên ngáp một cái, từ trước đến nay ta không nhớ những nữ nhân dáng dấp không xinh đẹp. Được,
ta đúng là không đẹp bằng Tô tiểu thư, cũng không đẹp bằng Isabella tiểu thư. Khổng tiểu thư lắc đầu cảm thán, tuy nhiên, Hạ tiên sinh ngươi vẫn là thần tượng, là ánh trăng duy nhất trong lòng ta. Hạ Thiên nhếch miệng, cho dù dáng dấp ta đẹp trai nhưng ngươi không nên có suy nghĩ gì khác. Hạ tiên sinh, ngươi nhất định đã nhận ra ta, nhưng ngươi cố tình giả bộ không biết, đúng không? Khổng tiểu thư mỉm cười, tự giới thiệu, ta là Khổng Thủy Hương, mỹ nhân ngư đấy. Ngươi đã cứu ta từ Long Cung, ngươi không nhớ ta à? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó liếc nhìn chân của Khổng Thủy Hương, có chút ấn tượng, nhưng diện mạo của ngươi không giống như bây giờ. Ta đã phẫu thuật lại. Khổng Thủy Hương cười nói, ta đã đổi lại thành chân. Đuôi cá gì đó không được thuận tiện. Ta cảm thấy đuôi cá đẹp hơn, ít nhất đẹp hơn so với ngươi bây giờ. Hạ Thiên nói. Khổng Thủy Hương cúi đầu nhìn một chút, chân của ta khó coi lắm sao? Nàng lấy lại tinh thần, không khỏi cười lên, lại bị Hạ tiên sinh ngươi thay đổi chủ đề, ta còn có nhiệm vụ quan trọng cần làm nữa. Hạ Thiên cảm thấy hơi lạ, nhiệm vụ. Ngươi làm nhiệm vụ cho ai? Ha ha, là nhiệm vụ của huấn luyện viên Isabella. Bây giờ ta đã là thành viên ám ảnh đoàn. Khổng Thủy Hương mỉm cười, hạ thấp giọng nói, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng. Isabella đã nghiên cứu ra được một loại khẩu ngữ, chuyên dùng cho thành viên ám ảnh đoàn. Biểu hiện của Hạ Thiên ôn hòa hơn một chút, không khỏi hỏi, vợ sát thủ còn ở cái đảo rách nát đó hay không? Vẫn còn, Khổng Thủy Hương gật đầu. Huấn luyện viên ở lại đó để chiêu mộ thành viên mới, thành lập một tiểu tổ gọi là tổ cuồng hoan. Ta chính là tổ trưởng. Vợ sát thủ phái ngươi đến nơi này để làm gì? Hạ Thiên hỏi. Khổng Thủy Hương nhẹ giọng đáp, đương nhiên là tiếp đơn rồi. Ta nhận nhiệm vụ giết người. Mấy cái thứ lộn xộn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, trong nháy mắt không còn hứng thú nữa, vậy ngươi đi chấp hành nhiệm vụ của ngươi trước đi. Nếu không giải quyết được, người cứ gọi ta hỗ trợ. Biểu hiện Khổng Thủy Hương bỗng nhiên thay đổi, nói với Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, bây giờ ta đang cần ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên bĩu môi, mới bắt đầu đã không được rồi, ngươi không phế vật đến mức đó chứ. Tại sao vợ sát thủ lại coi trọng ngươi như vậy? Cố chủ có chút kỳ lạ, đến bây giờ còn chưa lộ ra thân phận của mình. Khổng Thủy Hương suy nghĩ vài giây, sau đó nói, người muốn ta giết cũng rất kỳ quái. Cũng chẳng có bất kỳ tư liệu gì, chỉ nói ra một địa điểm. Đến lúc đó, ta chỉ cần xuất hiện ở địa điểm đó, giết sạch toàn bộ người thì xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên khó chịu nói, đây không phải kỳ quái mà là ngớ ngẩn. Mấy cái nhiệm vụ như thế mà cũng tiếp, ám ảnh đoàn kém cỏi đến như vậy sao? Tiền được trả rất nhiều. Khổng Thủy Hương thu lại nụ cười, bắt đầu giải thích, huấn luyện viên nói, ai cũng không qua được tiền. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu. Hạ Thiên lại hỏi, vì sao vợ sát thủ lại phái ngươi đến? Là ta chủ động nhận. Khổng Thủy Hương thẳng thắn nói, cố chủ chỉ định mục tiêu ở Chu Công Quán, vừa lúc ta có chút quan hệ với vị Chu Công Tử này. Gia gia của ta đã từng kết bái với ông ta còn nhận cha ta làm con nuôi. Cho nên ta được xem là cháu gái của ông ta. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Hạ Thiên hỏi, xử lý Chu công tử kia sao? Khổng Thủy Hương lắc đầu, a, cũng không phải. Cố chủ cho địa điểm mục tiêu ở đáy hồ này, bảo ta 10 rưỡi hãy ra tay. Khổng Thủy Hương nói tiếp, trước đó, ta đã lặn xuống dưới quan sát qua, phát hiện dưới đáy hồ có cái miệng cống được khóa bằng mấy sợi dây xích. Một mình ta không thể mở được trong thời gian ngắn. Ban đầu, ta dự định gọi thêm mấy tổ viên đến. Bây giờ gặp được Hạ tiên sinh. Ta không cần làm phiền người khác nữa. Hạ Thiên nghe được Khổng Thủy Hương nói, không khỏi nhìn tấm bảng chỉ dẫn. Nếu hắn nhớ không lầm, mỹ nữ tuyệt sắc ở trong căn phòng đằng sau hồ. Người có đến căn biệt thự đằng sau hồ chưa? Hạ Thiên hỏi. Khổng Thủy Hương sửng sốt, kỳ quái hỏi, đằng sau hồ cái gì cũng không có, nhưng đó là nơi chôn xác sau khi Chu công tử giết người. Vậy Chu công tử gì đó chết chắc rồi. Hạ Thiên ngáp một cái. Tâm trạng có chút khó chịu. Khổng Thủy Hương thử thăm dò, Hạ tiên sinh, có phải ngươi ám chỉ ta đi giết Chu công tử, ngươi mới giúp ta giải quyết việc của ta hay không? Hạ Thiên nhìn Khổng Thủy Hương giống như nhìn thằng ngốc, đầu óc của ngươi có phải để nhà quên mang theo không? Hạ tiên sinh, ngươi muốn mắng ta ngu ngốc thì cứ mắng, cần chi phải âm dương quái khí như vậy? Khổng Thủy Hương chép miệng,
gương mặt lộ ra vẻ u oán. Hạ Thiên lười nói thêm câu nào, vậy thì đi thôi, xuống dưới đáy hồ xem sao. Bây giờ, Khổng Thủy Hương ngẩn cả người, thời gian vẫn còn chưa đến mà. Chẳng cần để ý đến thời gian, Hạ Thiên ôm lấy Khổng Thủy Hương nhảy vào trong hồ. Không bao lâu sau, cả hai biến mất không thấy, mặt nước không hề có nửa điểm gợn sóng. Cách đó không xa, một bóng người mập mạp chậm rãi xuất hiện, gương mặt chỉ toàn là sự kinh ngạc, tiểu tử kia bị quỷ nước kéo đi rồi sao? Đại sảnh Chu Công Quán, bầu không khí khác biệt với bên ngoài. Ngồi ở đây đều là những vị khách quan trọng của Thọ Yến, không người nào không phải hào phú chứ. Lam Y Nhân cũng được mời đến đây. Ở đây, nàng gặp được một số người quen mặt, đều là những truyền kỳ của giới kinh doanh thường xuyên được các tạp chí thổi phồng. Ồ, đây không phải Lam Y Nhân Lam tiểu thư sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ, một nam nhân trung niên trải tóc hai bên chậm rãi bước đến chỗ Lam Y Nhân, mấy năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau ở Quế Thành. Bây giờ ngươi còn kinh doanh Y Nhân Các không? Y Nhân Các đã thành quá khứ, bây giờ ta đã là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Thần Y. Lam Y Nhân cũng không nhận ra người này, chỉ khách sáo nói, ha ha, thật ngại quá, ta thật sự không nhận ra ngươi, xin hỏi ngươi là ai? Quả nhiên mỹ nhân nhiều chuyện nên quên. Nam nhân trung niên cười lạnh, ta tên Lư Côn Hổ, trước kia có một tiểu lão đệ của ta đã đến Y Nhân Các của ngươi. Chỉ là thời gian trước, ta nghe nói vị tiểu lão đệ và con trai của hắn ta đều đã chết, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Lam Y Nhân nghe xong, không khỏi cau mày, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Lam Y Nhân, con mẹ nó, ngươi làm bộ cái gì chứ? Lư Côn Hổ thay đổi sắc mặt, đưa tay chỉ Lam Y Nhân, nói thẳng đi. Cha con Tần Hải Duyệt có phải là do ngươi giết hay không? Lam Y Nhân mỉm cười, khinh thường nói, có phải hay không liên quan gì đến ngươi? Làm sao, ngươi muốn báo thù cho bọn họ, hay là ngươi muốn đi theo bọn họ? Ngươi, Lư Côn Hổ giận tím mặt, hung hăng trừng mắt với Lam Y Nhân, tiện nhân ngươi hại chết huynh đệ Tần Tân của ta, còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt người khác, ngươi coi thế gian không có vương pháp sao? Nếu thế gian có vương pháp, các ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lam Y Nhân cười lạnh. Lư Côn Hổ giận dữ, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười hèn mọn. Lam Y Nhân, hôm nay Lư mỗ ta sẽ thay huynh đệ tốt của ta báo thù. Tuy nhiên, chỉ cần ngươi thức thời một chút, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hay là ngươi xuống địa ngục theo huynh đệ của ngươi đi. Lam Y Nhân khó nén buồn nôn trong lòng, biểu hiện chán ghét. Ngươi không nể mặt sao? Lư Côn Hổ cười lạnh, hai người bắt nữ nhân này lại cho ta, đưa đến phòng của ta. Hôm nay, ta sẽ dạy cho, Lời còn chưa nói hết, cả người ông ta đã bay lên, giống như một quả cầu thịt lăn vài vòng trên mặt đất mới ngừng lại. Động tĩnh này quá lớn dẫn đến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Không bao lâu sau, 10 hộ vệ áo đen vọt vào, bao vây Lam Y Nhân. Lam tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Chu công tử xuất hiện. Chậm rãi bước đến trước mặt Lam Y Nhân, Lộ tiên sinh là khách quý của ta, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi cũng đừng trách ta vô lễ. Lam Y Nhân cũng lười giả bộ, lạnh lùng nói, ta cũng chẳng có lời giải thích gì với ngươi cả, ngươi muốn vô lễ như thế nào? Ngươi vốn là giai nhân, tại sao lại biến thành thô lỗ không chịu nổi như vậy? Chu công tử lắc đầu, thất vọng nói, người đâu, mau đưa Lam tiểu thư đến phòng khách nghỉ ngơi. Sau Thọ Yến, ta sẽ xử lý sau. Không cần, Lam Y Nhân thản nhiên nói, ta vốn không phải đến đây tham gia Thọ Yến của ngươi. Thật ra ta đến là để đập phá quán. Hồ nước thanh tịnh nhưng lại có một màu sắc rất lạ, khiến cho người ta không nhìn thấy trong nước có cái gì. Rất nhanh, Khổng Thủy Hương đã cùng với Hạ Thiên xuống đến đáy hồ. Ở đó đích thật có một cánh cửa sắt rất lớn, dài ít nhất 6-7 mét, rộng khoảng 4 mét. Khóa cửa là hai cái đầu báo, miệng ngậm sợi xích to bằng cổ tay. Chính là chỗ này, mục tiêu rất có thể đang ở bên trong. Khổng Thủy Hương vẫn dùng phương thức đặc biệt truyền đạt ý tứ cho Hạ Thiên, ta không xác định sau khi mở nó ra sẽ gặp cái gì, cho nên ta không dám tự tiện ra tay. Hạ Thiên đương nhiên không có lo lắng đó. Hắn không chút nghĩ ngợi, dễ như trở bàn tay xé đứt sợi dây xích trên cánh cửa. Sau đó, hắn dùng sức kéo một phát phòng cửa, cánh cửa lộ ra một khe hở. Sao,
Khổng Thủy Hương rất nhanh phát hiện được chỗ lạ thường. Cánh cửa được mở ra, nhưng nước bên ngoài lại không hề ba động, cũng không có tràn vào. Hạ tiên sinh, bên trong cánh cửa này nhất định có thứ không tầm thường. Vào xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Nói xong, hắn lách mình vào bên trong. Khổng Thủy Hương do dự một chút, sau đó lấy từ trong túi ra một vật treo lên cửa rồi mới vào theo. Bước qua cánh cửa, nàng mới phát hiện được ảo diệu bên trong. Cánh cửa có một khí mô ngăn cách nước hồ bên ngoài. Đằng sau cánh cửa là một hành lang u ám không hề có ánh sáng. Tuy nhiên, thị lực của nàng lại không bị hạn chế, cơ thể của nàng đã sớm được cải tạo, phương diện tố chất đều vượt qua người bình thường. Hạ tiên sinh, Khổng Thủy Hương nhìn chung quanh, phát hiện không thấy Hạ Thiên đâu, không khỏi có chút bối rối, nhỏ giọng la lên. Bốn phía im ắng khiến cho nơi này vừa có cảm giác rất rộng, lại hình như rất chật hẹp. Điều kỳ quái nhất chính là nơi này không hề có âm thanh. Bất luận tiếng nước, hồi âm hay là âm thanh nào khác đều không có. Ngay cả tiếng hít thở của nàng sau khi thoát ra khỏi miệng cũng không cảm giác được, giống như bất cứ thứ gì cũng đều bị hấp thu hết. Hạ tiên sinh, Hạ Thiên. Khổng Thủy Hương lại gọi hai tiếng, vẫn không nghe tiếng đáp lại của Hạ Thiên, đoán chừng hơn phân nửa hắn đã tiến lên phía trước. Nàng đành phải chậm rãi hồi sức lại, dọc theo hành lang chậm rãi đi về phía trước. Nàng không có bản lãnh như Hạ Thiên, đương nhiên phải cẩn thận. Ở cái nơi lạ lẫm này, nếu không để ý, rất có khả năng sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ. Trải qua lần bị bắt cóc khiến cho nàng học được cách cẩn thận. Ngươi đi chậm quá, giọng nói của Hạ Thiên bỗng nhiên vang lên. Khổng Thủy Hương sửng sốt, sau đó mỉm cười, Hạ tiên sinh, là ngươi à? Ta còn tưởng rằng ngươi, à. Lời còn chưa nói hết, nàng cảm giác giống như bay lên, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi xuyên qua hành lang, nàng đã đến một đại đường đèn đuốc sáng trưng. Vù! Vừa mới rơi xuống, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã chạm đến. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta có một chút thời gian để phản ứng. Tuy nhiên, Hạ Thiên đã sớm không phải người bình thường mà là tu tiên giả. Chút tốc độ đó trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Hạ Thiên khoát tay, đánh bay hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hai vệt ánh sáng giống như hai con cá bạc to bằng con giun, trên người hiện ra hàn quang lẫm liệt. Đó là cái gì? Khổng Thủy Hương nhìn qua hai thứ rơi xuống đất, phát hiện là vật sống, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng quan tâm nó là cái gì. Vù vù, hai vệt sáng lạnh lẽo vặn vẹo mấy lần trên mặt đất, sau đó bay lên, phóng đến mặt Hạ Thiên và Khổng Thủy Hương. Còn chưa kết thúc đúng không? Hạ Thiên cảm thấy khó chịu, lấy ra ngân châm đâm tới hai vệt sáng lạnh lẽo kia. Bốp bốp. Tiếp theo, hai tiếng giòn vang, hai vệt sáng lạnh lẽo lập tức nổ tung. Những mảnh vụn nổ tung dính vào mặt đất, tạo thành mấy cái hố. Một lát sau, bên trong những cái hố xuất hiện quái ngư hàn quang dài ngắn không giống nhau, tuy nhiên bọn chúng lại không bay lên được, chỉ ngọ nguậy trên mặt đất. Vù vù vù. Lúc này, lại có mấy luồng hàn quang khác từ những hướng khác nhau bay đến chỗ Hạ Thiên. Bốp bốp bốp. Hạ Thiên tiện tay đâm nổ mấy luồng hàn quang. Lặp đi lặp lại như vậy, một lát sau, mặt đất chỉ toàn là quái ngư hàn quang. Khổng Thủy Hương nhìn thấy. Cảm giác tê cả da đầu, móc ra một cái bình nhỏ từ trong túi đánh về phía mấy thứ trên mặt đất. Bùm! Một tiếng nổ, ngọn lửa tán loạn, trong nháy mắt đã đốt đám quái ngư hàn quang trên mặt đất, tạo thành một biển lửa. Trong không khí tràn ngập một mùi hương rất lạ, còn có vô số hàn quang nhỏ vụn nổ tung tóe, lại càng thêm kinh khủng. Ngươi đang làm gì đó? Hạ Thiên liếc qua, thuận miệng hỏi. Khổng Thủy Hương phát hiện mình đã làm sai. Đành phải nhỏ giọng giải thích, ta chỉ muốn giải quyết những thứ này, không nghĩ đến lại gia tăng thêm phiền phức cho ngươi. Hạ tiên sinh, ta sai rồi. Được rồi, Hạ Thiên nhếch miệng, nể tình ngươi đã gia nhập ám ảnh đoàn, ta không đánh ngươi. Két két két. Trần nhà bỗng nhiên nứt ra một cái khe, tiếp theo một bóng người từ bên trong nhảy ra. Bóng người này giống một con thạch sùng, tứ chi đính vào trần nhà, há miệng phun ra một luồng hàn quang thẳng đến Hạ Thiên. Muốn chết đúng không? Hạ Thiên hơi khó chịu, thân ảnh lóe lên đến trước mặt thạch sùng, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cái gì?
Khổng Thủy Hương giật mình, có một dự cảm không tốt, lập tức tìm một vật che chắn, tạm thời né tránh một chút. Quả nhiên, một quyền của Hạ Thiên đã đánh tới con Thạch Sùng. Thạch Sùng hiển nhiên không thể chịu được một quyền này, thân hóa hàn quang, lách mình rời đi. Tuy nhiên, tốc độ của nó không đủ nhanh, ít nhất không nhanh bằng nắm đấm của Hạ Thiên. Bốp! Một tiếng nổ tung, con Thạch Sùng trong nháy mắt sụp đổ, hàn quang nhỏ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Ta đã đoán được là như thế mà, cũng may ta đã trốn nhanh. Khổng Thủy Hương vỗ ngực, âm thầm cảm thấy may mắn. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp thả lỏng một hơi, khe nứt trên trần nhà càng lúc càng nhiều, vô số Thạch Sùng, nhện mang theo điểm sáng nhô ra, nhiều đến mức khiến người ta vừa nhìn đã sợ muốn đái ra quần. Càng kinh khủng hơn chính là, hàn quang đầy đất bỗng nhiên từng bước nối liền nhau tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ Hạ Thiên và Khổng Thủy Hương. Vẫn còn chưa chịu xong đúng không? Hạ Thiên nhếch miệng, thân hình giống như quỷ mị. Bành, bành, bành. Hạ Thiên đánh một quyền vào những khe nứt trên trần nhà. Tiếp theo, hắn lại siết chặt nắm đấm, tăng thêm mấy phần khí lực, lại một quyền nữa vào trần nhà. Oanh! Một lát sau, đất núi rung chuyển, trần nhà cũng sụp đổ. Hừ! Chu công tử cười lạnh không thôi, chỉ vào Lam Y Nhân, phá quán của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thực lực này sao? Có thực lực hay không, ngươi ở lại một chút thì biết. Lam Y Nhân lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi đang cậy vào ai? Chu công tử nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, không phải ngươi cho rằng có Hạ Thiên làm chỗ dựa, cho nên ngươi mới không sợ hãi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nơi này là Thiên Hải chứ không phải Giang Hải. Lam Y Nhân nhún vai, ta biết đây là nơi nào, không cần ngươi phải nhắc nhở. Nếu ngươi đã biết, vậy thì ngươi nên thành thật một chút đi. Chu công tử còn tưởng rằng Lam Y Nhân đã thức thời, cười nói, ở thành phố Thiên Hải này, mọi chuyện đều do Chu Mỗ định đoạt. Ta gửi thiếp mời cho ngươi là để mắt đến ngươi. Cho dù các ngươi là rồng, các ngươi cũng phải cuộn lại, có là hổ cũng phải nằm xuống. Bằng không, ngươi đừng trách Chu Mỗ không khách sáo. Lam Y Nhân cười nhạt, đúng, ngươi gửi thư mời cho ta đúng là nể mặt ta. Ta và ông xã ta đều đến cũng chính là nể mặt ngươi. Tuy nhiên, ngươi lập kế hoạch nhắm vào tập đoàn thần y, còn thiết lập cạm bẫy muốn giết ta và Hạ Thiên. Dù sao những chuyện này cũng phải giải quyết một lần. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi đã nói đến điều này, Chu Mỗ sẽ bồi ngươi tâm sự. Chu công tử cũng không nói tiếp, chỉ phất tay. Rất nhanh, đã có bảo tiêu đến mời những vị khách khác đến phòng khách. Lam Y Nhân cũng không sợ hãi. Vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, gương mặt còn hiện lên sự trào phúng. Lam Y Nhân, Chu Mỗ cũng lười nhiều lời với ngươi. Chu công tử ngạo mạn nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc thay đổi hàng đầu nhập vào ta, hoặc bây giờ ta giết chết ngươi, thi thể ném vào trong hồ. Ha ha, như vậy mới gọn gàng dứt khoát. Ánh mắt Lam Y Nhân sáng lên sự trêu tức, vậy ta cũng dứt khoát trả lời ngươi, cả hai lựa chọn của ngươi ta đều không chọn. Ta lựa chọn giết ngươi. Sau đó nhổ tận gốc thế lực sau lưng ngươi. Chu công tử khịt mũi coi thường Lam Y Nhân, ta vốn đem lòng chiếu sáng trăng, tại sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Hạ Thiên có gì tốt, tại sao ngươi cứ khăng khăng một lòng với hắn, không thèm nói lý? Ngươi đương nhiên không thể nào hiểu được rồi, cũng không xứng hiểu được. Lam Y Nhân ung dung mỉm cười. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Sát khí Chu công tử dâng lên. Chậm rãi giơ hai tay, ta sẽ tặng cho Lam tiểu thư một đại lễ cả đời khó quên được, để ngươi biết hậu quả từ chối ta là như thế nào. Nói xong, dưới lòng bàn chân Chu công tử bỗng nhiên xuất hiện một cái bục nâng ông ta lên cao. Sàn nhà bỗng nhiên trở nên trong suốt, mỏng như một tấm pha lê, dưới đáy là một cái hố đen như mực. Điều quỷ dị nhất chính là, bên trong cái hố nhìn như sâu không thấy đáy kia giống như có vô số hàn quang đang nhấp nháy. Đó là thứ gì vậy? Lam Y Nhân cũng không sợ cái hố, nhưng bên trong hố là những hàn quang không rõ, thành ra nàng vẫn có chút kiêng kỵ. Ha ha, không ngại nói cho ngươi biết, đó chính là hàn quang phệ thanh trùng. Chu công tử nở nụ cười ý vị thâm trường, chỉ cần bị bọn chúng dính vào người, ngươi sẽ trở nên mù, điếc, câm, sau đó rơi vào lỗ hổng vô tận, cuối cùng biến thành một vũng máu, hòa thành một thể với bọn chúng. Những vật nhỏ này vô cùng khủng bố. Năm đó,
ta đã từng diệt tuyệt qua 10 tiên vực, tiên thần đều khó cản chứ đừng nói chi loại phàm nhân như ngươi. Lam y nhân ngược lại cũng không bối rối, chỉ thản nhiên nói, nếu chúng thật sự lợi hại như vậy, ngươi đã sớm dùng chúng chinh phục thế giới rồi. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc ngươi không thể phát huy tác dụng cho Chu Mỗ. Chu công tử có chút tiếc nuối lắc đầu, Lam y nhân, Chu Mỗ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đi theo ta. Ta cam đoan ngươi đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn so với Hạ Thiên rất nhiều. Lam y nhân mắng một câu, có rảnh thì soi gương lại đi, đừng có già rồi mà còn làm mấy chuyện không thiết thực. Vậy thì ngươi đi chết đi. Chu công tử bỗng nhiên vỗ tay ra tiếng. Chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung lên, chỗ Lam y nhân đang đứng đột nhiên sụp đổ. Lam y nhân trong nháy mắt rơi xuống. Hừ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì a. À. Chu công tử đang định phát biểu cảm nghĩ một phen, kết quả lời còn chưa nói hết, cái bục mà ông ta đang đứng cũng đổ sập, chính bản thân ông ta cũng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra thế? Không. Khi Lam y nhân rơi xuống, nàng đã sử dụng phiếu miểu bộ một lần nữa lướt lên. Nhưng khi nàng đang định dùng sức, bên hông bỗng nhiên siết chặt, bị người ta ôm lấy. Là ai? Trong lòng Lam y nhân run lên, trở tay bổ xuống. Vợ tiểu y y, nàng muốn mưu sát thân phu à? Tiếng cười hì hì của Hạ Thiên vang lên sau lưng. Ông xã, tại sao chàng lại ở đây? Lam y nhân quay đầu nhìn lại, thật đúng là Hạ Thiên, không khỏi có chút khó hiểu, vừa rồi chàng đã đi đâu? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vừa rồi ta đi giúp người khác làm việc. Làm chuyện gì? Lam y nhân vẫn không hiểu. Hạ Thiên ôm Lam y nhân tránh những mảnh vụn đá rơi xuống dưới đáy. Hạ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Khổng Thủy Hương bên trên lập tức tiến lại, lo lắng hỏi. Lam y nhân đưa mắt nhìn Khổng Thủy Hương, mỉm cười hỏi Hạ Thiên, đây chính là tuyệt thế mỹ nữ mà chàng mới tìm được sao? Hạ Thiên có chút khó chịu đánh vào nơi nào đó của Lam y nhân. À, chàng đánh ta làm gì? Lam y nhân hừ một tiếng, bất mãn chừng Hạ Thiên. Vợ tiểu y y, nàng đang hoài nghi phẩm vị của ông xã mình đấy. Đương nhiên là đáng đánh rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Khổng Thủy Hương mỉm cười, ngươi là Lam y nhân Lam tiểu thư sao? Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có phúc phận đó đâu. Ta chỉ là thành viên của ám ảnh đoàn, đến đây để chấp hành nhiệm vụ thôi. Vừa rồi gặp phải Hạ tiên sinh, cho nên ta nhờ hắn hỗ trợ. Là ta mạo phạm rồi, thật ngại quá. Lam y nhân vừa rồi chỉ muốn chọc Hạ Thiên mà thôi, vì thế nàng đã lên tiếng xin lỗi. Khổng Thủy Hương khoát tay, không sao, không có việc gì. Vậy tại sao mọi người lại đến nơi này? Lam y nhân lại hỏi. Từ đáy hồ đi lên, Khổng Thủy Hương chỉ vào một hướng, sau đó không nhịn được liền hỏi, Lam tiểu thư, tại sao ngươi lại từ phía trên rơi xuống chứ? Lam y nhân tức giận hỏi lại, vì sao rơi xuống? Cái này phải hỏi hai người mới đúng. Cũng đúng, Khổng Thủy Hương không nhịn được cười rộ lên. Bởi vì Hạ Thiên đánh sụp trần nhà, mới khiến cho người bên trên rơi xuống. Hạ Thiên hỏi, vợ tiểu y y, vừa rồi nàng làm cái gì ở trên vậy? Nghe xong, Lam y nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngoại trừ ta, vừa rồi hai người có nhìn thấy một người khác rơi xuống hay không? Nhìn thấy, Khổng Thủy Hương tiện tay chỉ, ở đó đó, đầu chạm đất, chết tươi. Chết rồi, Lam y nhân giật mình, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Khổng Thủy Hương đã chỉ, nơi đó quả nhiên có một người đang nằm. Người này từ bên trên rơi xuống, đầu chạm đất, não nát bét, dĩ nhiên sống không nổi rồi. Vợ tiểu y y, cái tên ngớ ngẩn này là ai vậy? Hạ Thiên tùy ý hỏi. Lam y nhân lặng yên nhìn thi thể, trong lòng thoáng có chút cảm giác không thật, ông ta chính là Chu công tử. Ông ta chính là Chu Tự Hoành. Khổng Thủy Hương sửng sốt. Xích lại cẩn thận nhìn một hồi mới miễn cưỡng nhận ra, hình như là ông ta, nhưng, ông ta cứ như vậy mà chết đi. Lam y nhân cũng cảm thấy có chút không thích hợp, quả thật có điều gì đó rất lạ. Nàng quay sang nhìn Hạ Thiên, ông xã, chàng xem có phải là ông ta hay là tên giả mạo nào đó. Vợ tiểu y y, vì sao nàng cho rằng ta sẽ nhìn ra? Hạ Thiên hỏi. Trước kia, mặc kệ người ta có ngụy trang như thế nào. Không phải chàng nhìn một chút là có thể nhìn thấu sao? Lam y nhân nghi hoặc hỏi, ông xã, chẳng lẽ bây giờ chàng lụt nghề rồi?
Hạ Thiên đánh Lam Y Nhân một cái, bất mãn nói, nàng đừng có hư nữa. Đợi lát đi ngủ, nàng xem ta có lụt nghề hay không. Nếu không lụt nghề, vì sao chàng lại không nhận ra? Lam Y Nhân không hiểu. Vợ Tiểu Y Y, nàng trở nên giống tiểu muội chân dài từ hồi nào thế? Hạ Thiên lắc đầu, không khỏi cảm thán, ta chưa gặp tên ngốc đó bao giờ, làm sao ta biết ông ta là thật hay giả? Lam Y Nhân ngẩn ra, bật cười một tiếng, ha ha, cũng đúng. Bởi vì bình thường chàng quá lợi hại, khiến cho ta cảm thấy không có cái gì là chàng không làm được. Ta vốn không có cái gì là không làm được, Hạ Thiên nghiêm túc nhấn mạnh, nhưng phân biệt mấy thứ ngốc nghếch này là thật hay giả hoàn toàn không có ý nghĩa. Khổng Thủy Hương tán đồng Hạ Thiên, gật đầu nói, Hạ tiên sinh nói đúng. Mặc kệ Chu tiên sinh này là thật hay giả thì cũng đã chết rồi, có tiếp tục thảo luận cũng không có ý nghĩa. Nơi này nhất định rất nguy hiểm, người phía sau màn cũng không nhanh như vậy đã thò đầu ra. Lam Y Nhân hơi tán thưởng nhìn Khổng Thủy Hương, người rất tỉnh táo. Phẩm chất này rất khó có được. Cũng không đến mức như vậy. Khổng Thủy Hương nghe khen, cảm thấy rất vui vẻ nhưng cũng không quá đắm chìm trong đó. Trước kia, ta đã từng nếm thua thiệt do không tỉnh táo. Lam Y Nhân cũng nhìn ra được, nữ nhân trước mắt hiển nhiên là người có chuyện xưa, chỉ là nàng không có thói quen tìm hiểu chuyện riêng của người khác, cho nên cũng không tiếp tục hỏi. Lam tiểu thư, Hạ tiên sinh, nơi này có một lối đi. Đám côn trùng không chết vừa nãy cũng chính là từ nơi này chạy đi. Khổng Thủy Hương cũng không để ý, lập tức tìm kiếm xung quanh, đến một ngóc ngách, sau đó vẫy tay với Hạ Thiên và Lam Y Nhân. Hạ Thiên và Lam Y Nhân bước đến, quả nhiên nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống. Lối đi này ngược lại rất sáng, vách tường xung quanh đều có ngọn đèn sáng rực, chiếu rọi như ban ngày. Có muốn xuống xem một chút hay không? Khổng Thủy Hương trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên và Lam Y Nhân. Lam Y Nhân cười nhạt một tiếng, đã đến rồi, nhất định không thể bỏ dỡ giữa chừng. Nếu chẳng may đây là cạm bẫy của những người kia thì sao? Khổng Thủy Hương do dự nói. Thế thì lại càng phải nhanh hơn một chút. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu dưới đáy không có mỹ nữ tuyệt thế, ta nhất định sẽ phá hủy chỗ này. Khổng Thủy Hương nhìn không được nhìn Lam Y Nhân một cái, sợ bởi vì một câu nói của nàng khiến Lam Y Nhân tức giận. Kết quả chỉ thấy Lam Y Nhân mỉm cười cưng chiều. Lúc này, nàng không khỏi nhớ lại Isabella và Tô Bối Bối mà nàng đã gặp ở đảo Cuồng Hoan, không thể không cảm nhận số đào hoa của Hạ Thiên quá tốt. Mấy cô gái sống rất hài hòa, đúng là không thể tưởng tượng được. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ chàng tìm mỹ nữ tuyệt thế. Lam Y Nhân mỉm cười. Nàng đã quen với sự bướng bỉnh của Hạ Thiên đối với mỹ nữ tuyệt thế. Ba người lần lượt bước lên đường, từng chút một tiếp cận dưới đáy. Cùng lúc đó, bên trong một căn phòng bí mật có ba người đang quan sát cảnh tượng này. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Hoa Phùng Quân lên tiếng hỏi hai người kia. Nữ nhân mặc váy đỏ mỉm cười nói, Hạ Thiên đúng là một tên ngu ngốc. Thân là tu tiên giả còn coi sắc như mạng. Một người không ôm chí lớn như thế thì có thành tựu gì chứ? Hắn có thành tựu hay không không quan trọng. Người còn lại chính là Chu công tử. Người chết vừa rồi chỉ là hàng giả. Biểu hiện của ông hơi âm trầm, quan trọng là có thể cho chúng ta sử dụng hay không. Hoa Phùng Quân cười nhạt, hai người các ngươi đều đã lĩnh giáo qua bản lãnh của hắn, hai người cảm thấy như thế nào? Châm pháp của hắn đích thật có thể nói là vô địch thiên hạ. Nữ nhân váy đỏ im lặng 2 giây. Sau đó nói, đương nhiên chỉ giới hạn trên trái đất. Nếu ở tiên giới, hắn chẳng qua chỉ là hàng tôm tép. Chu công tử nghe xong, không khỏi nhìn nữ nhân kia một chút, công pháp tiểu tử này bình thường thôi, võ học không cao. Điều duy nhất khiến người ta kiêng kỵ chính là sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hoa Phùng Quân vuốt râu, nhẹ gật đầu, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Nếu sức mạnh lớn đến một trình độ nhất định, xác thực có thể đẩy ngang hết thảy. Cho nên, chúng ta cần cẩn thận một chút, mặc dù Chu công tử nói như thế, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, chỉ cần có thể thành sự, có cái gì mà không thể nhịn. Tuy nhiên, ta có chút không hiểu, nữ nhân váy đỏ cau mày, có chút nghi hoặc hỏi, nữ nhân dưới đáy kia do chúng ta bỏ ra cái giá rất lớn mới bồi dưỡng ra được. Chẳng lẽ cứ như vậy mà đưa cho Hạ Thiên sao? Hoa Phùng Quân kiêu ngạo nói, nếu chúng ta cần dùng đến hắn. Ngại gì không cho hắn nếm thử chút ngon ngọt.
Nếu không phải linh khí nơi này quá mỏng manh, bổn tọa tiện tay cũng có thể diệt hắn, không cần phải khó khăn như vậy. Nữ nhân váy đỏ không phục, chúng ta đã kinh doanh cái nơi rách nát này gần vạn năm, cũng không thể làm cho linh khí của nó khôi phục, quả nhiên không hổ cái danh tiên cũng phải bỏ. Ngữ khí Chu công tử âm lãnh, ngàn năm vạn năm nói ra tùy tiện đến cỡ nào. Ta sống đến bây giờ còn chưa đủ trăm năm mà. Ngươi chẳng qua chỉ là phàm nhân, thọ trăm năm không phải rất bình thường sao? Nữ nhân váy đỏ bỗng nhiên mỉm cười, nếu năm đó ngươi đồng ý làm đồng tử của ta, bổn tọa đã sớm thưởng cho ngươi một bộ trường sinh chi thi, cần chi phải sử dụng cái cơ thể dễ nát này. Chu mỗ muốn trường sinh bất lão hoặc phũ hóa thành tiên không nhất nhất phải cần một thi thể vạn năm bất hủ. Chu công tử lạnh giọng quát một câu. Hoa Phùng Quân khoát tay, hai người cãi nhau vô ích thôi, chúng ta nên suy nghĩ làm sao lợi dụng được Hạ Thiên. Bằng không, đến lúc đó chúng ta mất cả trì lẫn trải cũng không tốt. Người dưới đáy là do ta tìm được, đương nhiên phải dựa theo kế hoạch của ta mà làm việc. Chu công tử nói, khi Hạ Thiên và người kia âm dương giao hòa, chúng ta ra tay chiếm thể chất và linh căn của bọn họ, sau đó chia 3-7. Nữ nhân váy đỏ khẽ cau mày, ý của ngươi là cho ta 7 thành. 7 thành là ta, Chu công tử hừ lạnh, người kia là ta tìm được, địa bàn là của ta, cạm bẫy cũng do ta lập, ngươi còn muốn 7 thành. Không có bổn tọa điều giáo, ngươi tìm được người kia thì làm được cái gì? Nữ nhân váy đỏ tức giận không thôi, dựa vào lý lẽ để biện luận, ngươi có biết muốn phỏng chế thể chất đạo linh vô thượng của Phù Diêu tiên tử khó đến cỡ nào hay không? Chu công tử thản nhiên nói, cho nên, ngươi không phải có 3 thành thôi sao? Nhưng ta đã bỏ ra 30 năm, tốn rất nhiều linh khí sát khí. Nữ nhân váy đỏ giận tím mặt, nếu ngươi muốn chia như vậy, vậy thì nhất phách lưỡng tán đi. Này, các ngươi tranh cái gì chứ? Hoa Phùng Quân im lặng, trước mắt chỉ là một món ăn khai vị mà thôi, các ngươi phải đưa ánh mắt của mình ra xa. Nếu Hạ Thiên có thể giải được cấm chế trên người nữ nhân kia, xác suất hắn giải được cấm chế trên người Phù Diêu tiên tử sẽ cực lớn. Đến lúc đó, đừng nói chia 3-7, cho dù chỉ 1/1000, cũng đủ các ngươi tiêu hóa cả đời rồi. Chu công tử đè xuống tâm hỏa, thản nhiên nói, ý của lão Hoa ngươi là. Thả dây dài câu cá lớn. Hoa Phùng Quân ý vị thâm trường nói, chỉ cần chúng ta thả ra con mồi, như vậy Hạ Thiên chỉ là công cụ của chúng ta mà thôi. Chúng ta ngồi yên đằng sau, thúc đẩy hắn liều mạng cho chúng ta, cớ sao mà không làm. Cũng được, Chu công tử suy nghĩ một chút. Sau đó nói, vậy cứ làm theo kế hoạch của lão Hoa. Đương nhiên, nửa đường có biến, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Hoa Phùng Quân lòng tin tràn đầy, không cần, lão Phu đã nắm thóp được của Hạ Thiên. Hắn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Linh nữ mà chúng ta chuẩn bị, đẹp thì đẹp đấy nhưng có đủ lực hấp dẫn đối với Hạ Thiên hay không? Dù sao hắn cũng có không ít nữ nhân xinh đẹp. Hoa Phùng Quân vẫn còn lo lắng, cẩn thận suy nghĩ, theo ta thấy, hắn ta chỉ mới là kim đan kỳ, hắn nên chờ mong tu vi được tấn cấp mới đúng chứ. Hoa Phùng Quân ngươi uổng cũng là nam nhân, nhưng lại có suy nghĩ này. Nữ nhân váy đỏ nhìn không được cười nhạo, nam nhân rất háo sắc, hơn nữa vĩnh vô chi cảnh, có bao nhiêu mỹ nữ cũng không đủ, chỉ ước gì tất cả mỹ nữ trên đời này đều thuộc về mình, một người cũng chê ít. Chu công tử gật đầu tán đồng. Không sai, Hạ Thiên háo sắc cũng nổi tiếng như y thuật của hắn. Huống chi, người mà chúng ta chuẩn bị đích thật xứng với danh hào tuyệt thế mỹ nữ. Ta không tin hắn không động tâm. Đồ mà dễ có được, nam nhân bình thường sẽ không trân quý. Gương mặt nữ nhân váy đỏ hiện lên vẻ trào phúng, ánh mắt chậm rãi nhìn Chu công tử. Không sai, Chu công tử tiếp lời nữ nhân váy đỏ, anh hùng chân ái nhất chính là mỹ nhân như thế nào? Đáp án rất đơn giản, đó chính là mỹ nhân do chính mình cứu ra. Ta hiểu rồi, Hoa Phùng Quân vuốt râu mỉm cười, khó trách ngươi lại sắp xếp như thế. Đáng tiếc linh nữ mà chúng ta tìm được, dùng nàng ta 10 năm, bồi dưỡng tốn 20 năm, tâm huyết trước sau 30 năm, lại đi tiện nghi cho tên tiểu tử Hạ Thiên kia, ta không cam lòng chút nào. Chu công tử ngược lại quyết tâm, không hạ trọng bảo làm sao bắt được chân long. Chỉ cần có thể ôm lấy Hạ Thiên, tâm huyết chúng ta sẽ không uổng phí, thậm chí khả năng còn thu hoạch được nhiều thứ tốt hơn. Tốt nhất là có thể khám phá tất cả bí mật trên người hắn. Đến lúc đó,
chúng ta chính là chúa tể duy nhất trên thế giới này. Nữ nhân váy đỏ lạnh giọng nói, Hạ Thiên người mang trọng bảo nhưng lại không biết lợi dụng, đúng là phung phí của trời. Chúng ta không được làm trái thiên đạo. Hoa Phùng Quân không nói thêm câu nào, chỉ nhắc nhở, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta nên chuẩn bị một chút. Huyền Thi giáo chủ, Chu công tử nhìn nữ nhân váy đỏ, có thể lừa được Hạ Thiên hay không còn phải xem ở ngươi. Thời gian không còn, nữ nhân váy đỏ chậm rãi đứng dậy, nói với Chu công tử, ngươi tốt nhất đừng nên giở trò. Nếu ngươi dám động vào đồ của ta, đừng trách bổn tọa trở mặt. Chu công tử thành khẩn nói, không thiếu chỗ tốt của ngươi đâu. Chu mỗ chưa từng nuốt lời. Tốt nhất nên như thế, nữ nhân váy đỏ đứng dậy rời đi. Hoa Phùng Quân đưa mắt nhìn nữ nhân váy đỏ rời đi, một lúc lâu sau mới nói, nữ nhân này không thể lưu lại. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ bị Lục Ma Đài nắm đầu. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta đâu. Chu công tử nhếch miệng cười lạnh, không chết một cường giả đứng đằng sau, cái bẫy này làm sao có thể tin được chứ? Hoa Phùng Quân cười nói, vậy để ta đi chuẩn bị một chút. Nhờ hết vào quân huynh. Chu công tử gật đầu. Lúc này, Hạ Thiên, Lam Y Nhân và Khổng Thủy Hương đang chạy trên cầu thang xuống dưới đáy. Các ngươi là ai? Một cánh cửa dựng thẳng ở dưới đáy, hai thủ vệ phụ trách cảnh giới phát hiện ba người Hạ Thiên, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Cút sang một bên, Hạ Thiên lười nói nhảm với những loại người dâu ria như thế. Hắn tiện tay đánh gục cả hai. Điều ngoài ý muốn chính là... Sau khi hai người kia bị đánh hôn mê, đằng sau cánh cửa vang lên tiếng chuông cảnh giới. Ông xã, chàng quá lỗ mãng rồi. Giọng nói của Lam Y Nhân cũng không có ý gì trách cứ, chỉ trêu chọc tiếp theo, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Hạ Thiên lơ đễnh nói, toàn mấy thứ cá thối tôm nát, có thể gây ra phiền phức gì chứ? Nói xong, hắn một cước đạp tới, đạp cánh cửa nhìn có vẻ rất nặng nề sập xuống. Cùng lúc đó, mấy luồng hàn quang từ phía đối diện kích xạ đến. Đồ con dẹp, Hạ Thiên nhếch miệng, lại tiện tay đánh bay mấy luồng hàn quang, sau đó thân ảnh như quỷ mị vọt đến. Một giây sau, Hạ Thiên đã trở về. Tiếp theo, trong không khí vang lên tiếng nổ, rất nhanh đã có âm thanh huyên náo, thi thể côn trùng giống như mưa rơi xuống cùng một chỗ. Buồn nôn quá, Lam Y Nhân đã nhìn qua loại côn trùng này nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Khổng Thủy Hương chậm rãi bước vào trong sân, nói khẽ, Hạ tiên sinh, Lam tiểu thư, bên này có. Mới nói được một nửa, nàng đột nhiên ngừng lại. Không phải âm thanh mất đi do che miệng, mà giống như âm thanh bị nơi này xóa đi. Sao, Lam Y Nhân cảm nhận một chút, đúng là không còn khí tức của Khổng Thủy Hương, không khỏi nhìn Hạ Thiên, ông xã, nàng ấy làm sao? Hạ Thiên cũng không có biểu hiện gì quá lớn, có chút kỳ lạ. Nhưng vợ tiểu y y, nàng không cần lo lắng, nàng ấy không có chuyện gì đâu. Thế thì lại càng có vấn đề. Lam Y Nhân cũng không phải người ngu ngốc, rất nhanh nghĩ đến một số việc, cứ như vậy, chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn. Tình huống này nhìn rất giống một cạm bẫy răng sẵn cho chúng ta. Không cần rất giống đâu mà sự thật là như vậy, Hạ Thiên nói. Lam Y Nhân cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, vậy tại sao chàng còn nhảy vào? Ta chỉ sợ cái bẫy này không có ý nghĩa, Hạ Thiên hờ hững nói. Xem ra chàng đã thật sự nhận định dưới đáy có mỹ nhân tuyệt thế đang chờ chàng. Lam Y Nhân mỉm cười lắc đầu, nếu chàng đã cao hứng như vậy, chúng ta qua đó xem một chút. Hạ Thiên ôm eo Lam Y Nhân, chậm rãi bước về phía Khổng Thủy Hương đã biến mất. Vừa mới bước vào, phía đối diện lập tức có một luồng gió mát như có như không thổi tới. Nếu là người bình thường, hơn phân nửa rất khó phát hiện được. Cho dù có nhận ra, cũng sẽ không để trong lòng. Dù sao nơi này là dưới lòng đất, khí hậu oi bức, có hệ thống điều hòa không khí cũng rất bình thường. Lam Y Nhân chính là loại phản ứng đó. Nàng nhận ra có luồng gió mát nhưng lại không để ý. Chờ đến khi nàng đang định lên tiếng nói chuyện với Hạ Thiên, nàng chợt phát hiện mình không phát ra âm thanh nào. Miêu tả như thế thật ra không chuẩn xác. Bởi vì chính nàng vẫn còn nghe được âm thanh của mình, chỉ là âm thanh vừa ra khỏi miệng giống như bị thứ gì đó hấp thu, hoàn toàn truyền đạt không ra lời. Rất nhanh, nàng phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức đưa tay vỗ Hạ Thiên.
chỉ là cái vỗ này, Hạ Thiên giống như quả bong bóng, bốc một tiếng nổ tung lên, biến thành một luồng không khí, trực tiếp tiêu tán. Cái gì thế? Lam Y Nhân sợ ngây cả người. Nàng đương nhiên biết Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mà bị giết. Như vậy còn có một khả năng chính là, nàng đã bị trúng chiêu, chỉ tạm thời còn chưa biết là trúng chiêu của ai. Lam Y Nhân đứng im không nhúc nhích, lặng lặng thả ra thần trí của mình nhưng không thu được chút phản hồi nào. Tuy nhiên, nàng vẫn không sao động, tận lực duy trì tỉnh táo. Ha 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 ha. Không bao lâu sau, một âm thanh như có như không nhẹ nhàng vang lên, mỏng như trang giấy nhưng lại không cách nào coi nhẹ. Là ai? Lam Y Nhân nhìn không được liền quát nhẹ một tiếng. Người có phải đang cảm thấy rất khủng bố, rất bất an, rất kinh hoàng hay không? Ha ha ha. Âm thanh kia tùy ý chào phúng Lam Y Nhân, nhịn không được phát ra tiếng cười cuồng đãng. Lam Y Nhân phát hiện âm thanh này không phải lỗ tai nàng có thể tiếp nhận được mà là trực tiếp vang lên trong đầu của nàng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Lam Y Nhân quyết định không nói chuyện, chỉ suy nghĩ trong đầu. Quả nhiên, âm thanh kia nhận được tín hiệu, ta là ai? Ha ha ha, ta là chủ nhân của ngươi, là tín ngưỡng đời này kiếp này của ngươi. Là thần vĩnh viễn của ngươi. Ngươi nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta, kính dâng cho ta, trung thành với. Được rồi, ngươi đừng thả dám chó nữa. Lam Y Nhân nghe đến buồn nôn, cắt ngang lời đối phương, có bản lĩnh thì ngươi hiện thân ra đây, đừng có giấu đầu lòi đuôi như cái thứ hèn nhát đó nữa. Ha ha ha, ngươi đúng là biết ăn nói, vậy để ta cho ngươi nhìn thấy diện mạo của ta. Âm thanh kia nở nụ cười âm trầm. Lam Y Nhân chỉ cảm thấy trong đầu đau nhói, tiếp theo hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trước mắt là một gian phòng trống không to bằng hai cái sân bóng lớn. Bốn vách tường hiện lên màu xanh vàng giao nhau. Trong phòng tràn ngập mạng nhện to to nhỏ nhỏ, còn Lam Y Nhân thì bị vô số tơ nhện màu trắng dính chặt, dán vào trong mạng nhện không thể động đậy. Bên dưới mạng nhện, tất cả đều là chi cụt của nhân loại, hiển nhiên đã có không ít người chết ở đây. Một con nhện màu vàng trắng treo trên trần nhà, đối mặt với Lam Y Nhân. Ngươi là ai? Lam Y Nhân nhìn thấy con nhện, theo bản năng cảm thấy vô cùng khó chịu. Con nhện màu vàng trắng cũng không há miệng, nhưng âm thanh vẫn chuẩn xác truyền vào trong đầu Lam Y Nhân. Ta là phệ âm thanh U Hồn Chu, tuy nhiên ta lại có não của con người, ngươi có thể gọi ta là Kim Chu Vương. Về sau ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi chính là thị thiếp của ta. Đầu có của ngươi có bệnh à? Lam Y Nhân cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện con nhện khổng lồ kia hoàn toàn không khác gì nhân loại, nếu ngươi không muốn chết, bây giờ ngươi hãy thả ta ra. Thả ngươi, không thể nào, Kim Chu Vương cười hắc hắc, ngươi là vưu vật khó có được. Linh nữ dưới đáy thì không thể đụng vào, nữ tiên mà bọn họ đưa đến đều là loại hàng nát, khó khăn lắm mới gặp được loại cực phẩm như ngươi, làm sao ta có thể thả chứ? Lam Y Nhân lạnh lùng nói, vậy ngươi đi chết đi. Ha ha, Mỹ Nhân Nhi, đừng khoác lác nữa. Gương mặt Kim Chu Vương chỉ toàn là nụ cười đắc ý, đi cùng ngươi còn có hai người nữa, cũng đã bị bắt lại, hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có ta thương tiếc dung mạo của ngươi, mới không giết ngươi. Nếu ngươi là người, ta còn bỏ ra chút thời gian để khuyên ngươi. Ánh mắt đẹp của Lam Y Nhân tràn ngập sát ý, đáng tiếc, ngươi ngay cả người cũng không phải. Lại còn ở đây si tâm vọng tưởng. Ta thấy ngươi sống cũng đau khổ quá, để ta giúp ngươi giải thoát. Kim Chu Vương cười lạnh, Mỹ Nhân Nhi, ngươi cần chi phải câu nệ bên ngoài. Ngươi hoàn toàn không thoát khỏi thuốc hồn ti của ta đâu, ta thấy ngươi nên thành thật đi theo, a. À. Lời còn chưa nói hết, Lam Y Nhân đột nhiên vận chuyển linh khí quanh thân, dùng ngón tay làm thành kiếm phá vỡ tơ nhện màu trắng trên người. Ồ, ta đã xem thường ngươi rồi. Trong mắt Kim Chu Vương ngưng tụ lại, lơ đễnh nói, đáng tiếc ngươi vẫn không có phần thắng như cũ, bởi vì một khắc ngươi nghe được âm thanh của ta, đầu óc của ngươi đã bị ta chi phối. Lam Y Nhân không rảnh nghe con nhện này nói nhảm, nàng vận chuyển phiếu miểu bộ phi thân đến gần Kim Chu Vương, chân dài như roi đạp mạnh tới. Đáng tiếc, một cước này đá chật. Sao? Trong lòng Lam Y Nhân không khỏi có chút kinh ngạc, nàng tự nhận tốc độ của một cước này rất nhanh. Đối phương không tránh khỏi mới đúng chứ. Kim Chu Vương giống như tiên đoán được động tác của nàng nên đã sớm tránh được. Vô dụng thôi,
ta đều nhìn thấy rõ động tác của ngươi, ngươi không đánh được ta đâu. Kim Chu Vương lơ lửng giữa không trung, cười lạnh, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không theo, ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó ăn não của ngươi. Lam Y Nhân suy nghĩ phương pháp ứng đối. Nàng trực tiếp bác bỏ lời nói của Kim Chu Vương, đối phương không có khả năng xâm nhập vào đầu của nàng. Như vậy, nó nhất định đã dùng thủ đoạn khác để dự đoán trước hành động của nàng. Rốt cuộc là cái gì? Lam Y Nhân cau mày. Kim Chu Vương tiếp tục cười lạnh, ta đã nói rồi, ta xâm lấn đầu óc của ngươi, ngươi suy nghĩ cái gì, muốn làm gì đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lời còn chưa dứt, Lam Y Nhân bỗng nhiên cảm thấy đầu tê dần, tiếp theo có mấy sợi tơ nhện phá vỡ sọ não của nàng, khiến cho nàng phải sợ hãi. Chuyện gì thế? Lam Y Nhân bừng tỉnh, phát hiện nàng lông tóc không thương. Nàng sờ lên đầu, chuyện gì cũng không có. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Hay là Hạ Thiên đã ở trong bóng tối ra tay? Trong lòng Lam Y Nhân vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì hành động này hoàn toàn không phải phong cách của Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên không ra tay, nàng thật sự không cách nào giải thích được tao ngộ vừa rồi. Quả thật quá quỷ dị. Chuyện gì xảy ra thế? Thật ra Kim Chu Vương còn chấn kinh hơn cả Lam Y Nhân. Vừa rồi, nó rõ ràng đã đâm xuyên tơ nhện qua đầu đối phương, cũng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng chưa đến một giây, nữ nhân kia lông tóc không tổn hao gì, đúng là không thể tưởng tượng được. Tại sao ngươi lại thoát khỏi thúc hồn ti của ta? Kim Chu Vương trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải nghiêm túc quát. Lam Y Nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng sẽ không ngốc đến mức nói trắng ra mọi chuyện. Nàng chỉ cười nhẹ một tiếng, điều này ta cũng chẳng cần phải nói cho ngươi biết. Có lẽ tơ nhện của ngươi vốn vô dụng. Đánh giám, gương mặt Kim Chu Vương hiện lên sự giận dữ, vừa rồi coi như ngươi gặp may, nhưng ngươi tránh được một lần cũng không tránh được lần thứ hai đâu. Nó còn chưa nói xong, vô số tơ nhện trong suốt từ bốn phương tám hướng đâm về phía Lam Y Nhân. Cái gì? Lam Y Nhân tất nhiên nhìn thấy rõ ràng, cảm giác không khỏi hoài nghi, vừa rồi ta không nhìn thấy tơ nhện, tại sao lần này lại thấy được? Là công lực của nó giảm xuống hay là trước đó có huyền cơ gì? Để ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu, ta hiểu rõ tâm tư của ngươi như lòng bàn tay, ngươi nên từ bỏ chống cự đi. Kim Chu Vương thấy Lam Y Nhân bay múa như hồ điệp, không khỏi cười lạnh, lại mấy trăm sợi tơ nhện bắn ra, vừa lúc phong lại đường lui của Lam Y Nhân. Lam Y Nhân thấy đường lui bị phong, lập tức ngừng lại, đưa mắt nhìn Kim Chu Vương. Nàng trên cơ bản có thể xác định được một chuyện. Kim Chu Vương không thể đọc được nội tâm của nàng. Hành động dự đoán của nó hẳn là nhờ tơ nhện mang đến. Lam Y Nhân nhìn chằm chằm tơ nhện mà nàng dẫm dưới chân, truy tìm nơi phát ra. Quả nhiên, 70% là quay về người Kim Chu Vương. Ta hiểu rồi, Lam Y Nhân mỉm cười. Nhẹ giọng nói, ta đã nhìn thấy trò xiếc của ngươi. Chút mánh khóe mày của ngươi hoàn toàn vô hiệu đối với ta. Đúng là dõng dạc, ánh mắt Kim Chu Vương hiện lên vẻ trào phúng, đám nhân loại các ngươi chỉ thích nói nhảm, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, lại còn bảo khám phá ra trò xiếc của ta. Bây giờ ta sẽ đâm xuyên đầu của ngươi, để óc của ngươi phải ở lại đây. Lam Y Nhân lạnh lùng nói, vậy ngươi thử một chút xem sao. Nói xong. Lam Y Nhân sử dụng phiếu miểu bộ nhảy nhót chẳng có mục đích trong phòng. Buồn cười, Kim Chu Vương bắt đầu cảm thấy Lam Y Nhân giống như kẻ điên. Nàng làm như thế thì có tác dụng gì chứ? Trong lúc nó đang định giết chết Lam Y Nhân, sau đó dùng tơ nhện tẩy não nàng, nó bỗng nhiên cảm thấy không ổn, a, ngươi dừng lại cho ta. Lam Y Nhân cũng không ngừng lại, ngược lại còn nhảy kịch liệt hơn, làm sao? Ngươi sợ rồi à? Ta bảo ngươi dừng lại. Kim Chu Vương lại phóng ra mấy chục sợi tơ nhện, phong lại mấy chục đường, tiến hành bao vây chặn đánh Lam Y Nhân. Đáng tiếc, tơ nhện lần này của nó giống như không có ma lực, chẳng khác nào con ruồi không đầu, hoàn toàn không nắm bắt được bóng dáng của Lam Y Nhân. Đến đi, phóng nhiều hơn nữa đi. Thân hình Lam Y Nhân lập lòe, mỉm cười giễu cợt, người phun tơ nhện càng nhiều, phản phệ mà ngươi nhận lại càng lớn. Cùng lúc đó, nàng còn nói ra bí mật của Kim Chu Vương, đánh tan lòng tự tin của nó, trước đó, ngươi cũng chẳng phải toàn trí toàn năng gì cả, ngươi chỉ dùng những sợi tơ nhện cực nhỏ trải rộng cả phòng.
đám tơ nhện đó có thể nuốt chửng âm thanh, ngươi thông qua sóng âm để suy đoán hành động của ta trước một bước mà thôi. Nữ nhân ngươi đúng là nói hưu nói vượn, Kim Chu Vương nghe xong, không khỏi thẹn quá hóa giận, bây giờ ta sẽ dùng vạn chu xuyên tâm bắn ngươi thành con nhím. Lam Y Nhân lại cười, ngươi không có bản lãnh đó đâu. Vô biên ti vũ, tám cái chân của Kim Chu Vương đồng thời rung lên, tơ nhện trong phòng giống như vật sống, biến thành mũi tên bắt đầu đâm thủng Lam Y Nhân. Chẳng qua chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Lam Y Nhân lắc đầu, thân hình phiêu động, vẫn di chuyển chẳng có mục đích như cũ. Lần này, nàng thỉnh thoảng kích động mạng nhện. Đầu Kim Chu Vương đau như muốn nứt ra, dừng tay, ngươi dừng tay lại cho ta. Không dừng lại được, Lam Y Nhân cười nói, ngươi đã thích nuốt âm phân biệt như thế, để ta cho ngươi nuốt đủ, để xem ngươi có thể phân biệt được ta đang ở đâu hay không. Một lát sau, gần như toàn bộ tơ nhện trong phòng đều bị Lam Y Nhân kích động. Vô số âm thanh tinh mịn như thủy triều thuận theo mạng nhện tập trung vào trong đầu Kim Chu Vương. A, đau quá, mau dừng lại. Kim Chu Vương chỉ cảm thấy trong đầu giống như có một vạn người, không, là 100 vạn người đang khua chiêng gõ trống, chấn động đến óc nó sôi trào lên. Đỉnh đầu của nó giống như sắp bay mất. Ta sai rồi, ta xin ngươi tha cái mạng chó này cho ta. Ta không dám nữa, Kim Chu Vương khóc ròng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lam Y Nhân thản nhiên nói, đồ như ngươi vốn không nên tồn tại. Ngươi, dưới cơn đau cực độ, Kim Chu Vương đột nhiên sinh ra suy nghĩ đồng quy vu tận, nếu ngươi đã ác độc như vậy, cùng lắm thì chết thôi. Lông mày Lam Y Nhân cau lại, ngưng thần đề phòng. Kim Chu Vương bỗng nhiên há miệng, một đám nhện con màu vàng to bằng hạt gạo từ trong miệng nó bỏ ra. Còn cơ thể của nó thì dùng tốc độ cực nhanh suy sụp xuống, cuối cùng chỉ còn lại cái đầu, cơ thể thì xẹp xuống chỉ còn một miếng da. Đám nhện con màu vàng nhanh chóng dọc theo mạng nhện bò đến gần Lam Y Nhân, sau đó cơ thể bành trướng gấp 2 lần. Lam Y Nhân cảm giác không ổn, vội vận phiếu miểu bộ nhanh chóng tránh ra. Bốp! Một tiếng nổ vang lên, một con nhện con màu vàng nổ tung, trong phạm vi mấy thước, thậm chí vách tường đều bị đốt cháy. Đám nhện con màu vàng còn lại càng thêm cuồng bạo, tốc độ cũng càng nhanh, thành quần kết đội đuổi theo Lam Y Nhân. Lam Y Nhân phát hiện nàng dùng cách kích động tơ nhện quấy nhiễu bọn chúng đã không còn hiệu quả, chỉ có thể sử dụng phiếu miểu bộ để tránh né. Đám nhện con màu vàng, mỗi một con nổ tung, tốc độ sẽ tăng gấp đôi. Nàng vừa học phiếu miểu bộ không bao lâu, còn chưa sử dụng được một cách tự nhiên, cộng thêm linh khí không đủ, rất nhanh liền đuối sức. Lần này nguy rồi, gương mặt xinh đẹp của Lam Y Nhân bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Căn phòng này có vấn đề, khiến linh khí của nàng tiêu hao càng lúc càng nhiều, có chút không chịu nổi. Đám nhện con màu vàng nắm lấy thời cơ, ngăn chặn trên dưới trái phải Lam Y Nhân, khiến cho nàng không còn đường lui. Cơ thể đám nhện màu vàng lập tức trướng lên, kim mang bên trong cái bụng rỗng của chúng sao động không thôi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ha ha ha, lần này ngươi còn không chết sao? Kim Chu Vương suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn hét to, chỉ cần giết được ngươi, hút huyết nhục của ngươi, ta sẽ có thể khôi phục lại. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, muốn chết cũng chỉ có ngươi chết mà thôi. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, sau đó có một cái chân dẫm lên trên đầu Kim Chu Vương. Kim Chu Vương nghe được âm thanh này, sắc mặt không khỏi thay đổi, không thể nào, tại sao ngươi lại có thể vào được căn phòng này? Ta muốn vào thì vào, không cần đến có thể hay không có thể. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, với cái loại ngu ngốc như ngươi mà còn đánh chủ ý lên người vợ tiểu y y của ta, ngươi nên đi chết đi. Kim Chu Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi dám giết ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nữ nhân kia sẽ bị Kim Chu của ta nổ thành mảnh vụn, hài cốt không còn. Ngươi quá đề cao mình rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, lấy ra ngân châm, đâm xuống đỉnh đầu Kim Chu Vương. Ngươi thích những thứ kia như vậy, tự ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong, thân hình Hạ Thiên lóe lên, bước đến ôm lấy cái eo nhỏ của Lam Y Nhân, phiêu nhiên bay đi. Đám nhện con màu vàng do dự nửa giây, sau đó tất cả đều bò lại vào miệng Kim Chu Vương. Nhưng lần này, thân hình Kim Chu Vương không thể động đậy, không cách nào sử dụng tơ nhện khống chế và trấn an đám nhện con màu vàng. Mắt nó mở to, biểu hiện cực kỳ tuyệt vọng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Kim Chu Vương bị nổ thành một đống mảnh vụn, cả
cả căn phòng cũng bởi vì lực trùng kích to lớn mà đổ sụp. Nơi này là... Sau khi ra ngoài, Lam Y Nhân phát hiện nàng đang đứng trước cánh cửa khổng thủy hương biến mất. Ông xã, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Cửa đối diện có 6 cánh, trong đó có 2 cánh đã bị phá hư, một cái mở ra một nửa. Còn 3 cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, không biết thông đến chỗ nào. Lòng đất này đã được một trận pháp bao vây. Hạ Thiên bỗng nhiên nện một quyền vào vách tường bên cạnh, đất đá vỡ nát lộ ra một tuyến đường ống, bên trên còn có ánh sáng màu xanh nhạt. Bên trong đường ống này không phải là thủy điện, không phải dầu mà là linh khí đặc chế, hoặc có thể nói là sát khí, có tác dụng gây ảo giác. Lam Y Nhân bước đến gần nhìn một chút, còn đưa tay sờ những đường ống kia, quả nhiên là có cảm giác. Đây chính là gió đã thổi về phía chúng ta vừa nãy. Lam Y Nhân rất nhanh liên tưởng đến một sự thay đổi nhỏ bé trước đó chính là đám sát khí này. Hạ Thiên cười nói, vợ tiểu Y Y, nàng còn nhạy cảm hơn cả tiểu muội chân dài và bối nha đầu. Nếu hai người bọn họ ở đây, nhất định sẽ không phát hiện ra được. Chàng nói bọn họ như vậy, chàng không sợ bọn họ gây phiền phức cho chàng sao? Lam Y Nhân có chút buồn cười. Nói các nàng ấy sợ ta thì còn tạm được. Hạ Thiên bĩu môi, khinh thường nói. Lam Y Nhân hỏi, thế khổng thủy hương đi đâu rồi? Hẳn là cũng bị vây bên trong gian phòng nào đó. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Chàng không đi cứu nàng ấy sao? Lam Y Nhân hỏi. Hạ Thiên hờ hững đáp, không cần cứu, nàng ấy không sao đâu. Nàng ấy lợi hại như vậy à? Lam Y Nhân suy nghĩ đến tao ngộ của mình vừa nãy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không phải nàng ấy lợi hại mà là đám người kia quá ngu. Hạ Thiên cười một tiếng, bọn họ thiết kế cạm bẫy cho khổng thủy hương trong nước, còn có một số con cá mập rất cổ quái, chơi rất vui. Lam Y Nhân lại hỏi, thế không phải nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Trước kia, nàng ấy bị người ta cải tạo thành mỹ nhân ngư, nước là sân nhà của nàng ấy. Hạ Thiên giải thích, trải qua vợ sát thủ huấn luyện, chút tình huống đó chỉ là chuyện bình thường. Có phải chàng đang châm chọc ta hay không? Lam Y Nhân có vẻ không vui. Hạ Thiên lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi. Vợ tiểu Y Y nàng rất lợi hại, chỉ là tư duy còn chưa hoàn toàn chuyển biến. Mặc dù nàng có thể sử dụng phiếu miểu bộ, cũng biết sử dụng linh khí, nhưng vận dụng vẫn chưa đủ thành thục. Chỉ cần nàng dùng nhiều hơn một chút, cam đoan nàng còn lợi hại hơn nàng ấy gấp trăm lần. Dùng nhiều hơn, Lam Y Nhân không khỏi mỉm cười, chàng hy vọng ta gặp nhiều nguy hiểm hơn sao? Hạ Thiên cười nói, vợ tiểu Y Y, nàng yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không thể nào gặp nguy hiểm đâu. Thế khi tơ nhện kia chuẩn bị đâm xuyên đầu ta, là chàng cứu ta à? Lam Y Nhân hỏi. Có sao? Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự nghi ngờ, vợ tiểu Y Y, đó không phải do ta làm. Lam Y Nhân giật mình, không phải chàng thì là ai? Ta không biết, Hạ Thiên cũng không để trong lòng, nếu đã cứu được nàng, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều. Bất kể là ai, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ phải hiện thân. Lam Y Nhân nghi hoặc không thôi nhưng nàng biết Hạ Thiên nói đúng, cứ suy nghĩ mãi cũng không có ý nghĩa gì. Người núp trong bóng tối tạm thời không có địch ý với bọn họ. Bằng không, người đó cũng không ra tay cứu nàng. Sao? Lam Y Nhân đột nhiên có cảm giác, cánh cửa mở một nửa bỗng nhiên sụp đổ. Khổng Thủy Hương từ bên trong bước ra, trong ngực còn ôm theo một con quái ngư răng lởm chởm trong miệng. Hạ Tiên Sinh, Lam Tiểu Thư, hai người không có việc gì là tốt rồi. Khổng Thủy Hương nhìn thấy Hạ Thiên và Lam Y Nhân, mắt sáng lên, mỉm cười nói, khi vừa vào đến nơi này, ta đã cảm thấy không ổn, đáng tiếc còn chưa cảnh báo hai người thì đã bị thứ này lôi đi. Lam Y Nhân nói, chúng ta đương nhiên không có việc gì rồi, trong tay ngươi ôm cái gì đấy. Ta cũng chẳng biết nó là cái gì, hẳn là một loài cá nào đó đã được cải tạo. Khổng Thủy Hương gõ gõ con quái ngư ôm trong tay, cơ thể là cá mập nhưng cấu tạo bên trong lại có đặc tính của cóc và cá trình điện. Lam Y Nhân hơi tán thưởng, vậy ngươi rất lợi hại rồi, có thể giải quyết nó. Cũng may, Khổng Thủy Hương mỉm cười, tiện tay tách lưỡi con quái ngư ra. Quả nhiên có điện lấp lóe, trước kia, ta đã từng bị tra tấn nhưng còn mạnh hơn so với cái này nhiều. Chút điện đó chỉ cho có mà thôi. Lam Y Nhân bắt đầu thích Khổng Thủy Hương, tính cách rất hào phóng, tuyệt không nhăn nhó. Hạ Tiên Sinh,
tiếp theo chúng ta phải làm sao? Khổng Thủy Hương chỉ vào ba cánh cửa còn lại, ba người chúng ta, mỗi người chọn một cánh sao? Hạ Thiên nhìn ba cánh cửa, có chút nhàm chán, trò xiếc ở đây chẳng có gì hay, không nhất thiết phải lãng phí thời gian. Vậy chàng có biết nên chọn cánh cửa nào không? Lam Y Nhân mỉm cười hỏi Hạ Thiên. Không cần biết, Hạ Thiên nói, đột nhiên người đã không còn thấy tăm hơi đâu. Chưa đến 2-3 giây, một cánh cửa đã đổ sụp xuống, một cự nhân gục ngay trước cửa. Qua 1-2 giây nữa, lại thêm một cánh cửa đổ sụp, một con quái điểu ngã xuống trước cửa, lửa trên người nó tắt ngóm. Chỉ còn lại cánh cửa này, Lam Y Nhân chỉ vào cánh cửa cuối cùng, chúng ta đi vào đi. Vợ Tiểu Y Y, nếu nàng tiến vào, vậy thì nàng đã bị lừa rồi. Hạ Thiên mỉm cười, ở trong đó cái gì cũng chẳng có, cũng không có điểm cuối cùng. Lam Y Nhân không hiểu ý của Hạ Thiên là gì, nghi hoặc nhìn hắn. Khổng Thủy Hương nhìn không được liền hỏi, chẳng lẽ quái vật nguy hiểm nhất, lợi hại nhất đang nằm trong cánh cửa này sao? Không phải, Hạ Thiên đáp, đằng sau cánh cửa là một khe nứt không gian. Chỉ cần đẩy cửa vào, không biết ngươi sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Ta hiểu rồi. Lam Y Nhân đã hiểu được chỗ đáng sợ của cánh cửa đó, bọn họ làm như vậy chính là muốn lừa chúng ta tiến vào cánh cửa này. Khổng Thủy Hương hơi nghi hoặc một chút, tại sao bọn họ biết cánh cửa này sẽ được giữ lại đến cuối cùng? Bọn họ không cần biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cánh cửa nào được lưu lại đến cuối cùng thì đều giống như vậy hết. Công nghệ cao đến như vậy sao? Khổng Thủy Hương thốt lên. Ha ha ha, Lam Y Nhân nhìn không được bật cười. Đoán chừng cũng không có liên quan gì đến công nghệ cao đâu, có thể là tà môn thuật pháp nào đó. Khổng Thủy Hương cũng biết mình có chút ấu trĩ, ngượng ngùng nói, thế giới thay đổi quá nhanh, ta có chút theo không kịp. Trước kia, ta cảm thấy thế giới quá yên tĩnh, cuộc sống quá tẻ nhạt, cho nên muốn theo đuổi kích thích. Kết quả ta gặp phải người xấu, bị bắt đi làm vật thí nghiệm. Thở dài một hơi, nàng nói tiếp, sau khi quen biết Hạ Thiên và huấn luyện viên, ta mới biết được trên thế giới còn có tu tiên giả. Bây giờ, ta gặp phải những thứ tà môn như thế này, thế giới tam quan như muốn nổ tung. Lam Y Nhân biết Khổng Thủy Hương đang lo lắng chuyện gì. Sau khi quen biết Hạ Thiên, nàng cũng đã từng có một khoảng thời gian ngắn rơi vào cảm xúc đó, chúng ta cứ là chính mình, bảo vệ tốt những thứ cần được bảo vệ. Chúng ta không thể ép buộc người khác, cũng vô pháp thay đổi người khác. Lam Tiểu Thư nói đúng. Khổng Thủy Hương gật đầu, rất nhanh quay sang nhìn Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Hạ Thiên thản nhiên nói, lui lại phía sau. Khổng Thủy Hương lui lại một bước, sau đó hỏi tiếp theo thì sao? Lại lui, Hạ Thiên nói. Khổng Thủy Hương dứt khoát lui liền mấy bước, đến gần lối vào, sau đó, hả? Còn chưa nói xong, nàng đã cảm nhận được sự không ổn, lập tức quay người, sau đó ngây người. Lam Y Nhân cũng quay người lại, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra thế? Vừa rồi, bọn họ tiến vào từ chỗ đó, nhưng bây giờ nó đã thay đổi, dáng vẻ hoàn toàn khác với lúc trước. Đường mà chúng ta vào lúc nãy không còn sao? Khổng Thủy Hương sửng sốt, hoang mang hỏi, đám người kia muốn vây chúng ta ở đây sao? Hạ Thiên không thèm để ý, vẫn thoải mái như cũ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, chỉ cần xử lý bọn họ. Chúng ta có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Bốp bốp bốp. Có tiếng vỗ tay vang lên. Lam Y Nhân và Khổng Thủy Hương lập tức cảnh giác. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, biểu hiện tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói hay lắm, thật có khí thế. Một nữ nhân mặc váy đỏ chậm rãi bước ra. Hạ Thiên, ta thật sự càng lúc càng thưởng thức ngươi. Ngươi là ai? Hạ Thiên bĩu môi hỏi. Gương mặt nữ nhân mặc váy đỏ hiện lên sự thất vọng, Hạ Thiên, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, cũng được xem là người quen, ngươi còn hỏi như thế, ngươi không cảm thấy quá bất lịch sự sao? Ngươi không có tư cách làm người quen của ta, kết cục tốt nhất của ngươi là nên thành thật làm người chết. Hạ Thiên phản bác, ha ha, ngươi vẫn rất hài hước, nữ nhân váy đỏ một chút cũng không thèm để ý đến lời nói không được lịch sự của Hạ Thiên, ngược lại còn mỉm cười, cũng đúng. Hai lần gặp trước ta không thông báo tên thật, là ta bất lịch sự trước. Hôm nay, ta sẽ thực hiện đủ cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu nữ tử bản danh Huyền Hận Dương, trước kia là một thi tu của cực âm giới, là giáo chủ đương nhiệm của Huyền Thi Giáo,
về sau bị Phù Diêu tiên tử thu phục, sau đó vì nàng ta bị giáng chức mà bị đày đến cái nơi rách nát này. Về sau, Phù Diêu tiên tử tự bế sinh tử quan, nhốt hết chúng ta vào trong mộ của nàng ta. Nàng ta thì thống khoái rồi, còn chúng ta thì thụ tội, hao hết thiên tân vạn khổ mới trốn ra được khỏi tiên mộ kia. Chúng ta ở cái nơi rách nát này mấy ngàn năm, linh khí vẫn mong manh không chịu nổi, thật khiến người ta tuyệt vọng. Ban đầu, chúng ta tưởng rằng đời này coi như xong, ai biết được chúng ta lại phát hiện một côi bảo là ngươi. Trên trái đất lại có người chỉ dựa vào sức của một mình mà tấn thăng đến kim đan kỳ, thậm chí cảnh giới còn cao hơn. Điều này quả thật không thể tưởng tượng được. Cho nên, Hạ Thiên, ngươi đừng trách chúng ta sinh ra hứng thú đối với ngươi, bởi vì trên người ngươi có quá nhiều bí mật. Nếu có thể giải mở, có lẽ chúng ta có thể trở về nơi sinh ra của mình, thậm chí còn có thể tiến vào sâu không vô tận, gia nhập tu tiên liên minh cũng không chừng. Lam Y Nhân nghe người này tự giới thiệu, cảm thấy lượng tin tức hơi nhiều, trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa nổi. Khổng Thủy Hương đã sớm phát mộng, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Người muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, không được kiên nhẫn, ta cho ngươi thêm một phút. Nếu ngươi vẫn còn nói nhảm nữa, ngươi cứ trực tiếp đi chết đi. Nữ nhân váy đỏ thở dài, hiển nhiên cảm thấy Hạ Thiên thật sự không biết gì về phong tình, đành phải nói, vậy ta nói thẳng, hy vọng các ngươi có thể cân nhắc thật kỹ, nói không chừng còn tránh được một số xung đột không cần thiết, còn có thể đạt thành cả hai cùng có lợi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, người đang nói nhảm thì có. Thật ra giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích quá lớn, còn tồn tại khả năng hợp tác. Nữ nhân váy đỏ bị Hạ Thiên chọc giận nhưng rất nhanh nhịn được, nói tiếp, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cách gia tăng cảnh giới tu vi, chúng ta lập tức hóa thù thành bạn. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi, bất luận tiền tài, kỹ nữ, quyền thế hay sức mạnh cường đại hơn. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên khinh thường nói, vật mà ta muốn, các ngươi cái gì cũng không cho được. Điều này cũng không nhất định. Nữ nhân váy đỏ cười khẽ, như ngươi đã nói, ngươi muốn mỹ nữ tuyệt thế, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, bây giờ chúng ta có thể tặng cho ngươi ngay. Hạ Thiên cũng không dính chiêu, người hay vật mà ta muốn, tự ta sẽ đạt được, không cần bất cứ kẻ nào cho ta. Chỉ sợ cũng chưa chắc, nữ nhân váy đỏ tiện tay chỉ vào quan tài rất lớn đằng sau lưng mình, mỹ nữ tuyệt thế ở ngay trước mặt, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, người không thể nào thức tỉnh được nàng. Lam Y Nhân nghe xong, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở, ông xã, chàng nên cẩn thận, khả năng đây là phép khích tướng của nàng ta. Vợ tiểu Y Y, nàng yên tâm đi, mấy thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn vô hiệu đối với ta. Hạ Thiên trấn an Lam Y Nhân một câu. Sau đó nói với nữ nhân váy đỏ, nếu quả thật có mỹ nữ tuyệt thế, ta không thức tỉnh nàng ta lại thì không được đâu. Lam Y Nhân không khỏi ôm trán, như vậy mà chàng còn bảo không trúng chiêu. Lam tiểu thư, ngươi không cần phải như thế, Hạ tiên sinh khẳng định có sắp xếp của mình. Khổng Thủy Hương ở một bên an ủi, làm sao Hạ tiên sinh có thể mắc bẫy được chứ? Hắn tuyệt đối đang dục cầm cố túng. Đó là vì ngươi không hiểu rõ hắn. Lam Y Nhân lắc đầu, từ xưa đến nay hắn chẳng quan tâm đến việc mắc lừa hay không mắc lừa, chỉ để ý xem có phải là tuyệt thế mỹ nữ hay không. Khổng Thủy Hương sững người, không thể nào. Có thể đấy, Lam Y Nhân gật đầu, tuy nhiên, cho dù bị lừa, Hạ Thiên cũng không tiếp nhận uy hiếp của bất cứ người nào. Nữ nhân váy đỏ tự cho rằng mình đã nắm được Hạ Thiên, ngươi qua đây, để ta cho ngươi xem tuyệt thế mỹ nữ có đáng để ngươi buông xuống thành kiến. Quay lại giúp chúng ta hay không? Khổng Thủy Hương còn muốn nhắc nhở Hạ Thiên hai câu, Lam Y Nhân đã lắc đầu với nàng. Hạ Thiên một chút do dự cũng không có, chậm rãi bước đến. Vừa mới bước qua, một luồng hắc quang lướt qua cơ thể của hắn. Cái thứ đồ chơi gì thế? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Khóe miệng nữ nhân váy đỏ nhếch lên, mỉm cười như ý, đó chính là một tầng bảo vệ, tránh cho ngươi đến lúc đó trở mặt. Nếu ta muốn trở mặt, người có bảo vệ gì cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên khinh thường nói. Thật sao, nữ nhân váy đỏ nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ thấy vô số khí tức màu đen bò đầy cơ thể Hạ Thiên, trói chặt hắn lại. Sau lưng Hạ Thiên xuất hiện một khe nứt không gian,
từng chút một hấp thu khí tức màu đen kia. Khí tức màu đen bị hút đi, đồng thời cũng mang theo một phần cơ thể của Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên giống như một bức tượng cát trên bờ, chỉ cần dùng sức một chút, hắn sẽ bị trừ khử. Nữ nhân váy đỏ cười khẩy, bây giờ ngươi còn cho rằng tầng bảo vệ này vô dụng nữa không? Đương nhiên là không rồi. Gương mặt Hạ Thiên không hề có bất kỳ biểu hiện e ngại, ngược lại còn mỉm cười, chút mánh khóe đó của ngươi chẳng có bất kỳ tác dụng nào đối với ta. Sắp chết đến nơi mà còn có thể bình tĩnh như thế, ngươi xác thực được tính là một nhân vật. Ánh mắt nữ nhân váy đỏ hiện lên sự tán thưởng, tuy nhiên, ngươi cũng chỉ là nhân loại, tự đại chính là tật xấu mà nhân loại các ngươi không cách nào sửa được. Ngươi nói như vậy chẳng khác nào ngươi không tự đại, Lam Y Nhân chế nhạo một câu. Nữ nhân váy đỏ lắc đầu, biểu hiện ngạo nghễ, đám nhân loại ti tiện các ngươi làm sao có thể đánh đồng với ta được. Ta là ma tộc ở sâu không vô tận, trời sinh đã cao quý hơn các ngươi, đồng thời cũng mạnh hơn các ngươi. Nhìn thái độ của ngươi, cái gọi là hợp tác cũng chỉ là ngụy trang. Lam Y Nhân lạnh giọng vạch trần. Nữ nhân váy đỏ cười nhạt, điều kiện tiên quyết là các ngươi có giá trị. Lam Y Nhân cảm thấy bó tay, hỏi ngược lại, ý của ngươi là, vừa rồi chúng ta còn có giá trị, còn bây giờ thì không. Giá trị duy nhất của các ngươi chính là Hạ Thiên, bây giờ hắn đang nằm trong lòng bàn tay của ta, còn hợp tác cái gì nữa? Nữ nhân váy đỏ khinh bỉ nói. Cho nên, hai lần trước của ngươi xem như công cốc. Lam Y Nhân lắc đầu, thế mà ngươi còn chưa chịu tiếp thu bài học. Nữ nhân váy đỏ nghe xong, không khỏi giận tím mặt, quát mắng, hai lần trước cũng không phải ta thua, đó chẳng qua chỉ là thăm dò sơ bộ của ta mà thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bây giờ ngươi đã thăm dò xong chưa? Hừ, hiện tại cũng không phải thăm dò. Nữ nhân váy đỏ ngoắc ngón tay, khí tức màu đen trên người Hạ Thiên gấp lại một phần, chỉ cần ta dùng sức một chút. Cả người ngươi sẽ bị xiết thành kiếp cho, thổi vào khe nứt không gian, từ đây vĩnh viễn không siêu sinh. Vậy tại sao ngươi không dùng sức đi? Hạ Thiên thúc giục. Nữ nhân váy đỏ không thể tưởng tượng được, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi không sợ chết. Ta cũng không phải nói đùa đâu. Ngươi nói nhảm nhiều quá, nếu ngươi không dám ra tay, vậy để ta dạy cho ngươi một bài học. Hạ Thiên hờ hững nói. Ngươi dạy cho ta một bài học. Nữ nhân váy đỏ cười nhạo. Khinh thường nói, ngươi chỉ là nhân loại, có thể dạy ta cái gì chứ? Ngươi ngoại trừ bộ châm pháp kia, thật chẳng còn thứ gì đặc biệt. Một lát nữa, ta sẽ siêu hồn phá não ngươi, lấy châm pháp của ngươi, tước đoạt thể chất của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ còn là phế vật. Sao? Còn chưa nói hết, nàng ta bỗng cảm thấy không ổn. Những sợi khí tức màu đen vốn đang quấn trên người Hạ Thiên không biết từ lúc nào đã quấn lên người của nàng ta. Khe nứt không gian kia cũng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang rời về phía sau nàng ta. Không thể nào, nữ nhân váy đỏ mở to mắt, không thể tin được hình ảnh mà mình nhìn thấy trước mắt, đây chính là sát khí cấm hồn của cực âm giới, chỉ cần dính vào khí tức của ngươi, nó không có khả năng buông ra. Ngươi, tại sao ngươi lại làm được? Hạ Thiên cười nói, đáp án rất đơn giản, nó dính vào vốn chính là khí tức của ngươi. Không phải khí tức của ngươi. Ánh mắt nữ nhân váy đỏ tràn ngập nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta chưa hề lộ ra bản thể, nó làm sao có thể. Lúc này, nữ nhân váy đỏ không biết nhớ ra cái gì đó, gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, ngươi, hôm qua ngươi đã liệu được tình huống hiện tại sao? Thật đáng sợ, ngươi thật sự quá đáng sợ. Mặc dù Lam Y Nhân nghe không hiểu nhưng cũng nhận ra được, khi còn ở Từ Gia. Vị huyền thi giáo chủ này đã bày ra một trận pháp muốn hấp thu lực sinh mệnh của 100 nam nữ trẻ tuổi, kết quả bị Hạ Thiên phá ngang. Hẳn là lúc đó, nàng ta không cẩn thận lộ ra bản thể, Hạ Thiên thừa cơ đâm nàng ta một châm, chuẩn bị về sau. Đây cũng không phải Hạ Thiên có khả năng tiên tri quá cao, mà là hắn tránh bị phiền phức, cứ mỗi lần gặp người xa lạ, thừa dịp đối phương không chú ý, hắn sẽ đâm người đó một châm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ là ta thông minh còn ngươi ngu ngốc mà thôi. Ngươi mới là ngu ngốc đấy. Nữ nhân váy đỏ đột nhiên nhào về phía Hạ Thiên, cho dù phải chết, ta cũng phải để ngươi chôn cùng. Thôi đi, đầu ngón tay Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm, nhẹ nhàng điểm một cái vào khe nứt không gian. Thứ nhất, ngươi không có tư cách này, thứ hai,
ta không chết được đâu. Cho nên, muốn chết thì tự ngươi chết một mình đi. Lúc này, khe nứt không gian đột nhiên khuếch trương, nuốt chửng nữ nhân váy đỏ đang nhảy dựng lên, nhanh chóng biến mất không thấy đâu, giống như trước giờ không có tồn tại. Lam y nhân ngược lại cũng không có biểu hiện gì quá lớn. Dù sao trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã tập mãi thành quen. Biến mất rồi sao, quá thần kỳ rồi, Khổng Thủy Hương chấn kinh, cảm giác trên người Hạ Thiên có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên đáp, có cái gì thần kỳ đâu, chỉ là thao tác bình thường thôi mà. Hạ Thiên sinh, ngươi không phải khiêm tốn mà là tự cao quá mức. Khổng Thủy Hương mỉm cười, nếu đây chỉ là thao tác bình thường, thế giới đã sớm lộn xộn rồi. Thế giới thật ra đã sớm lộn xộn, Lam y nhân nhớ lại tao ngộ trong khoảng thời gian vừa qua, càng lúc càng có nhiều dị năng giả, tu tiên giả và những thế lực còn sót lại vạn năm trước xuất hiện. Nếu không kịp thời ngăn chặn, bọn họ rất có khả năng đã quấy thế giới đến long trời lở đất. Khổng Thủy Hương không khỏi nhớ lại tình huống bị bắt cóc của mình, vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng phụ họa, đúng là như thế. Hai người qua đây, âm thanh của Hạ Thiên từ bên kia truyền đến. Lam y nhân giật mình, nghe Hạ Thiên gọi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, ông xã, có chuyện gì thế? Chàng cần chúng ta hỗ trợ sao? Vợ tiểu y y, nàng qua đây là được, Hạ Thiên nói. Nếu chàng cần hỗ trợ thì cứ nói thẳng. Lam y nhân có chút kinh nghi nhìn Hạ Thiên, không thể nào chàng cần giúp đỡ mà chúng ta không giúp. Chỉ cần chàng nói ra, a, à. Bốp, Lam y nhân còn chưa nói xong, mông đã bị một bàn tay của Hạ Thiên vỗ vào. Hạ Thiên bất mãn nói, vợ tiểu y y, nàng muốn ăn đòn sao? Có phải nàng đi theo bối nhà đầu lâu quá, học luôn thói xấu của nàng ấy? Muốn học thói xấu, cũng chỉ có thể bị chàng làm hư thôi. Lam y nhân trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó hỏi, thế chàng gọi chúng ta đến làm gì? Hai người đặt tay lên cái nắp đó đi. Hạ Thiên đứng đối diện quan tài, nói với Lam y nhân và Khổng Thủy Hương, mỗi người một bên, cẩn thận cảm nhận một chút. Lam y nhân nghe xong, lập tức đến gần, đặt hai tay lên nắp quan tài, sau đó thì sao? Khổng Thủy Hương cũng vội vàng bước tới, đặt hai tay lên. Đừng nhúc nhích, chờ ta một phút là được. Hạ Thiên quan sát quan tài, thấy nó kín không khe hở. Nếu bên trong có người, chắc cũng phải chết từ tám kiếp mới đúng. Tuy nhiên, Hạ Thiên rõ ràng cảm nhận được bên trong có người sống, còn có tiếng hít thở yếu ớt, nói rõ bên trong ít nhất có vật sống. Bên trong thật sự có người sao? Khổng Thủy Hương có chút hoài nghi, không phải vừa rồi nữ nhân kia cố ý gạt chúng ta chứ? Lam y nhân cũng có nghi ngờ này. Bản thân nữ nhân kia rất khả nghi, vừa rồi không nhất định là nói thật. Nói không chừng bên trong quan tài có sát chiêu của nàng ta. Hai người không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Nàng ta nói không sai đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Quan tài rộng 7-8 mét, dài hơn 10 mét, cao khoảng 1 mét rưỡi. Nhìn qua giống như một căn phòng nhỏ có nắp. Xung quanh quan tài vẽ đầy đồ án cổ quái. Nói là văn tự thì chúng càng giống phù lục hơn, hơn nữa mơ hồ còn có khí tức nhàn nhạt di chuyển giữa những hàng chữ. Khổng Thủy Hương hơi nghi hoặc một chút, vì sao quan tài lại lớn như vậy? Hạ Thiên vẫn không trả lời, Lam y nhân liền giải thích, đây là không phải quan tài nhưng lại là quan tài. Ngươi có thể hiểu thành nó là quan tài của quan tài. Vậy nó có tác dụng gì? Khổng Thủy Hương cái hiểu cái không? Lam y nhân cũng biết không kỹ lắm, đành phải nói đại khái, trong tình huống bình thường, quan tài sẽ thể hiện rõ ràng thân phận và địa vị của người chết khi còn sống. Cái này nhìn không ra, đích thật rất cổ quái, không giống với quan tài của nền văn minh trái đất. Khả năng là phong cách của ma tộc, Khổng Thủy Hương tùy ý phỏng đoán. Hạ Thiên cũng không nghe hai người thảo luận. Chỉ chậm rãi rót từng luồng băng hỏa linh khí vào trong quan tài, sau đó cùng với khí tức người sống của Lam y nhân và Khổng Thủy Hương từng chút một đưa vào trong quan tài. Đáng tiếc, bất luận là băng hỏa linh khí hay là khí tức người sống đều như đá chìm đáy biển, không hề có chút đáp lại. Hơi cổ quái. Một lát sau, Hạ Thiên thu tay lại, cau mày nói, được rồi, hai người tránh ra ngoài đi. Để ta một quyền đập nát nó còn đáng tin hơn. Lam y nhân mỉm cười trêu chọc, chàng không sợ đánh nát mỹ nhân tuyệt thế bên trong sao? Hạ Thiên thuận miệng nói, nếu dễ dàng đánh nát như vậy, đó không phải là mỹ nhân tuyệt thế gì cả. Ha ha ha, ông xã,
mỹ nhân tuyệt thế cũng không phải làm bằng đá kim cương, có thể chống lại được một quyền của chàng. Lam Y Nhân cười không ngừng. Yên tâm đi, chết cũng không sao, cứu sống lại là được. Hạ Thiên lơ đễnh nói. Được, cứ làm theo cách của chàng, chúng ta lui ra trước. Lam Y Nhân gật đầu, sau đó kéo Khổng Thủy Hương thối lui khỏi gian phòng, ông xã, chàng bắt đầu đi. Hạ Thiên cũng không do dự, siết chặt nắm đấm đánh tới quan tài kia. Bành! Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rung chuyển, đất đá rì rào. Nhưng quan tài kia vẫn lông tóc không thương, giống như con voi bị một đứa bé cào một chút. Cái gì? Lam Y Nhân biết nắm đấm của Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Trước kia, mặc kệ đối thủ lợi hại bao nhiêu, bọn họ cũng khó mà cản được một quyền của hắn. Cho dù có, chỉ hai quyền là có thể giải quyết. Bành, bành. Hạ Thiên vẫn đánh liên tiếp hai quyền, ngoại trừ lưu lại hai dấu tay nhàn nhạt, quan tài vẫn không hề nhúc nhích. Đừng uổng phí sức lực nữa. Với tu vi của ngươi bây giờ không cách nào mở được quan tài cực âm huyền phù đâu. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Tiếp theo, một lão giả mặt mũi ôn hòa xuất hiện. Ngươi là tên ngốc từ đâu xuất hiện thế? Hạ Thiên hỏi. Lão giả khẽ cười, lão phu Hoa Phùng Quân, năm đó được xưng là Hoa Y lão ma ở cực âm giới. Chỉ là chân thân đã sớm chết rồi, bây giờ chỉ có nguyên thần ở tạm trong cơ thể này. Ta chẳng quan tâm ngươi là lão ma hay là lão yêu. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi cút sang một bên, nếu không sẽ bị đánh nhầm đấy. Hoa Phùng Quân cười khẽ, ngươi không ngại thử một chút. Hạ Thiên một chút cũng không khách sáo, trực tiếp đánh thẳng một quyền vào mặt của Hoa Phùng Quân. Hoa Phùng Quân vẫn đứng im không nhúc nhích, tiếp một quyền của Hạ Thiên mà vẫn lông tóc không thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 177.